Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 126. Chương 1251, Cứu viện Quảng Hàn giới. Húc Nhật Hỏa Tinh tuy nói là thiên tài địa bảo mà tu sĩ đại thừa đều khao khát, nhưng Lạc Hồng bởi vì không có nhu cầu trực tiếp, thật ra cũng không để ý nhiều một viên hay là ít đi một viên. Tuy nhiên, vật này đã là vật chữa thương của Chí Dương Huyền Xà, mà Ngân Tiên Tử lại rõ ràng không hợp, Lạc Hồng liền cảm thấy tốt nhất vẫn là không nên thỏa mãn yêu cầu của hắn. Nếu như đi đúng một nước cờ này, sau này có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Nhìn bóng lưng huynh đệ Địch Thị nhanh chóng biến mất, Lạc Hồng cũng không vội thu hồi năm miếng Húc Nhật Hỏa Tinh trước người, mà tiến lên vài bước, đột nhiên tay phải nắm lấy kiếm chỉ, dựng thẳng ở trước mi tâm của mình. Sau một khắc, một giọt tinh huyết to bằng hạt đậu từ mi tâm của hắn bước ra. Lập tức, kiếm chỉ tay phải Lạc Hồng khẽ động, hút lấy giọt tinh huyết kia, bắt đầu vẽ bùa trước người. Huyết sắc phù văn này mặc dù nhìn qua cũng không phức tạp, nhưng thần sắc Lạc Hồng lại dị thường ngưng trọng. Không đầy một lát sau, trán hắn đã đổ mồ hôi. Cũng may dựa vào bản lĩnh vững chắc của phù đạo công, cuối cùng Lạc Hồng vẫn vẽ thành huyết phù. Huyết tế linh đàn, mở đường bí phù, hiện cho ta. Huyết phù vừa thành, trong miệng Lạc Hồng liền niệm pháp quyết, đánh thẳng về phía mặt đất dưới mặt trời đỏ vàng. Chỉ thấy huyết quang lóe lên, huyết phù lập tức chui vào trong lòng đất, nhưng không thấy có bất kỳ động tĩnh gì truyền đến. Lạc tiểu tử, ngươi có đáng tin không? Ngân Tiên Tử hoàn toàn không hiểu Lạc Hồng đang làm cái gì, không khỏi đặt câu hỏi. Nhưng ngay lúc nàng vừa dứt lời, chỉ nghe loảng xoảng mấy tiếng, mặt đất liền chấn động kịch liệt. Rất nhanh, từng đạo linh phù màu vàng đỏ hiện ra trên mặt đất, rậm rạp chẳng chịt tạo thành một cái vòng tròn khổng lồ. Nhưng mà theo thanh âm rắc 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 vang lên, phù văn cự viên này lại phân hóa thành rất nhiều vòng tròn, bắt đầu xoay tròn với tốc độ khác nhau. Ô a a, Lạc tiểu tử, làm sao ngươi biết nơi này còn giấu giếm càn khôn? Nhìn vòng tròn trên mặt đất sau đó bay lên tròng ở trên mặt trời đỏ vàng, càng có một tòa tế đàn từ dưới đất ầm ầm mọc lên, Ngân Tiên Tử nhất thời rất là hiếu kỳ nói. Trong Huyền Thiên luyện khí thuật ghi lại, đoạt nhật thuật chính là thủ đoạn có thể lăng không tạo nên một lò luyện khí tiên phẩm. Mà đại nhật xích kim kia bất quá là vô số năm tháng, nơi đây tích góp chí dương hỏa lực, cũng chính là lò luyện khí. Từ những thứ này cũng không khó đoán ra, để ước thúc bản thân lò lửa, hoặc là bị hủy, hoặc là bị người giấu đi. Lạc Hồng vừa giải thích, vừa dẫm lên bậc thang của tế đàn, từng bước một đi lên. Vất vả rồi. Trong lúc đó, Lạc Hồng còn không quên vươn ngón tay sờ sờ đầu Tiểu Kim, tán dương nàng một câu. Bởi vì lò tử xuất hiện, hỏa lực chí dương tràn ra nơi đây mặc dù không đến mức biến mất toàn bộ, nhưng cũng suy yếu hơn phân nửa. Kể thật, gần đây có thể đổi nguồn đổi, đọc nhiều, âm sắc, số bắp táo nhác mỡ heo cũng được. Cố gắng đến bây giờ, rốt cuộc Tiểu Kim cũng có thể thả lỏng một lát. Ồ, vậy thì huyết phù kia cũng là thủ đoạn trong Huyền Thiên luyện khí thuật. Bất quá, lò luyện khí này ngươi có thể điều khiển được không? Nếu chuyển đi, nhất định là không rời đi được. Đối với vật của tiên gia, Ngân Tiên Tử cũng không khỏi nổi lên hứng thú, lập tức bay tới bay lui, nhìn trái nhìn phải nói. Tạm thời nhìn một chút, cho dù không thể dùng, nhưng mở mang kiến thức một chút cũng tốt. Trong lúc nói chuyện, Lạc Hồng đã đi tới tầng cao nhất của tế đàn, cũng chính là phía dưới mặt trời vàng ròng. Nếu không gọi lò luyện ra, hắn tuyệt đối không thể còn sống tiếp cận nơi này. Ở tầng cao nhất của tế đàn, cũng không có bảo vật nào để điều khiển luyện lô, mà chỉ có trận văn bao trùm toàn bộ mặt đất. Lạc Hồng cúi đầu nghiên cứu một phen, chỉ cảm thấy trong đại trận huyền ảo này lộ ra một cỗ quen thuộc, dường như đã gặp qua ở nơi nào. Chần chừ một lát, hắn lật bàn tay lấy ra trang ngoài của quyển sách ngọc ghi lại thuật Huyền Thiên luyện khí, bắt đầu tìm hiểu. Đầu tiên, lông mày hắn nhíu chặt lộ ra vẻ suy tư, nhưng không lâu sau đó đột nhiên buông ngọc thư xuống, lộ ra vẻ mừng như điên nói. Tốt, không ngờ đây chính là nhất chuyển luyện tiên đại trận, lần này thật đúng là muốn mở rộng tầm mắt rồi. Sau một phen tra tìm, Lạc Hồng quả nhiên từ trong Huyền Thiên luyện khí thuật tìm được trận pháp đồ lục tương ứng, ở trong ngoại trừ nhất chuyển luyện tiên trận ra,
còn có nhị chuyển và tam chuyển luyện tiên trận. Thậm chí, tam chuyển cũng mới bắt đầu, đằng sau vẫn có thể thôi diễn đến cửu chuyển, nhưng cũng không phải chuyện mà người mới học nên nghĩ. Huyền Thiên luyện khí thuật tuy rằng danh tiếng rất lớn, nhưng ở tiên giới cũng chỉ là tương đối sơ cấp luyện khí đạo thư. Có kích động như vậy sao? Rốt cuộc cái gì là nhất chuyển luyện tiên đại trận a? Ngân tiên tử thấy thế nhất thời không hiểu ra sao hỏi thăm, tiên tử cứ nhìn là được. Lạc Hồng cũng không muốn khô khan giải thích, lập tức lấy ra khối tiên nguyên thạch duy nhất của mình, cũng không chút do dự đánh nó vào một mắt trận. Nhất thời, tiên nguyên lực tràn ra, cả tòa đại trận lập tức linh quang sáng rõ, ba cột sáng màu ngà sữa phóng lên cao. Giống như gặp cái gì kích thích, những cự hoàn thanh đồng vây quanh xích kim đại nhật kia lập tức cực nhanh điều chỉnh vị trí bản thân, khiến cho ba cột sáng màu ngà sữa kia vừa vặn xuyên qua, trực tiếp bắn vào trong xích kim đại nhật. Lập tức thanh âm vù vù nổi lên, linh quang vàng dòng chảy ngược về, trong khoảnh khắc khiến cho ba cột sáng biến sắc. Chỉ nghe đông một tiếng, ba đạo linh quang vàng dòng nện trên tế đàn, trong nháy mắt khiến tế đàn vốn linh quang ảm đạm, tựa như sống lại, khắp nơi nổi lên phù văn màu vàng dòng. Ba linh hóa một, lấy phàm luyện tiên. Trong miệng nỉ non pháp quyết, Lạc Hồng lúc này liền ném ra ba khối húc nhật hỏa tinh, phân biệt rơi vào trong một cột sáng màu vàng dòng. Vừa đúng chỗ này, trong nháy mắt ba khối húc nhật hỏa tinh liền thuận theo cột sáng lóe lên bay vào trong mặt trời đỏ vàng. Tiếp theo cũng không cần Lạc Hồng thao tác gì, cả tòa đại trận ở tiên nguyên thạch tự động vận chuyển. Trên tế đàn, rất nhiều phù văn tựa hồ có quan hệ đối ứng với những phù văn trên vòng đồng thau kia, chớp động lẫn nhau, khiến cho tất cả cự hoàn đồng thau có trật tự xoay tròn. Sau đó, từng vòng sáng màu vàng đỏ bắt đầu nổ tung ở nơi thắt lưng của xích kim đại nhật, linh lực xung quanh sôi trào, kịch liệt sao động. May mà những thứ này chỉ là thoạt nhìn khủng bố, kỳ thật cũng không có nguy hiểm gì. Một lát sau, tất cả dị tượng bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó mặt trời vàng ròng đã đến một lỗ thủng. Sau một khắc, một cột sáng vàng ròng thô to như cột trụ rơi thẳng xuống. Lúc này, một viên tinh thạch sáng chói mắt nhìn thấy quang mang của nó, liền có thể làm cho Lạc Hồng dùng thần thông bảo vệ hai mắt, đều cảm thấy đau đớn, theo cột sáng này nhanh chóng hạ xuống. Chỉ trong nháy mắt, đã dừng lại ở độ cao không sai biệt lắm cao bằng một người. Linh lực bực này, không phải là... Ngân tiên tử chẳng biết lúc nào chui ra, hai mắt lập tức nhìn chằm chằm viên húc nhật hỏa tinh này cơ hồ giống nhau như đúc, khí tức lại có tinh thạch khác của thiên địa, lộ ra thần sắc khó tin. Tiên tử không có nhìn lầm, đây là húc nhật tiên tinh, đứng hàng tiên phẩm. Lạc Hồng sớm đã biết kết quả, lập tức ngược lại không có hưng phấn như vậy. Linh vật tiên phẩm bình thường chỉ có chân tiên mới có tư cách có được, nhưng Lạc Hồng lại không nhìn nó thêm một cái, ánh mắt vừa chuyển liền ngẩng đầu nhìn về phía húc nhật luyện lô. Cửu truyền đại pháp kỳ thật chính là thăng linh đại pháp của tiên giới, bất quá phương pháp vận dụng pháp tắc này so với phương pháp thăng linh mà Lạc Hồng nắm giữ thì tinh diệu hơn nhiều. Hơn nữa không đơn thuần chỉ là linh tài, ngay cả đan dược cũng có thể dùng phương pháp này luyện chế thăng linh. Trên lý thuyết, coi như là đan dược bình thường nhất, sau khi cửu chuyển cũng có thể bị luyện thành kim đan, hóa phàm thành tiên. Đương nhiên, bởi vì độ khó mỗi một chuyển so sánh với một chuyển đầu đều là tăng trưởng theo chỉ số, hơn nữa tài liệu linh cấp càng thấp, yêu cầu đối với người luyện chế sẽ càng cao, cho nên không ai dùng đan dược bình thường để luyện chế cửu chuyển kim đan. Điểm này chính là đặt lên linh tài, cũng là áp dụng. Tựa như Lạc Hồng dùng húc nhật hỏa tinh tuyệt phẩm để tiến hành nhất chuyển, đều không cần bản thân hắn điều khiển, chỉ dựa vào đại trận tự vận chuyển liền có thể thành công. Mà muốn đổi thành linh tài nhất phẩm, vậy thì không dễ dàng như vậy. Lạc Hồng cảm thấy rất hứng thú với đại pháp thăng linh đặc biệt của tiên giới, nhưng hắn cũng không cần phải không có chút đảm bảo nào, vì vậy vội vàng học được sai lầm. Lập tức, hắn cũng ghi lại phù văn xích kim trên những cự hoàn thanh đồng kia, dự định tạm thời thôi, cũng không đắm chìm vào. A, à, Lạc tiểu tử, ngươi có cảm thấy xích kim thái dương này giống như nhỏ hơn một chút so với trước kia không? Ngân tiên tử ngẩng đầu nhỏ, phiêu phù bên cạnh Lạc Hồng nhìn chằm chằm đỉnh đầu một lát, đột nhiên có phát hiện địa đạo. Ngọn lửa này vốn chỉ có thể sử dụng nhất chuyển luyện tiên trận khi vận dụng sẽ có tiêu hao, lập tức thể tích nhỏ đi một chút cũng là chuyện bình thường. Lạc Hồng sớm đã chú ý tới điểm này, đồng thời cũng hiểu rõ nguyên nhân trong đó. Thì ra là thế, bổn tiên tử đã nói luyện khí đại trận do chân tiên bố trí, sao chỉ có thể luyện chế một ít tuyệt phẩm linh tài được. Hiện tại xem ra,
những tên địa linh tộc kia căn bản không tìm được cách dùng chính xác. Ha ha, chỉ sợ bọn họ từ xưa đến nay tiêu hao lô hỏa cũng không nhiều bằng chúng ta lúc này đây. Ngân Tiên Tử lập tức cùng có Quang Vinh cảm giác mình cũng thật lợi hại. Bất quá, đây cũng là hiện tại Lạc Mỗ có chút lo lắng. Từ trong sa mạc Húc Nhật, số lượng kim dương sa vượt qua dự đoán của Cam Nhược Vân, nơi đây tích xúc hỏa lực chí dương đã đạt đến trình độ tràn ra nghiêm trọng. Nếu không tiêu hao một ít, thì Húc Nhật sa mạc chắc chắn sẽ sinh ra một hồi đại kiếp, sợ rằng cuối cùng sẽ dao động toàn bộ Quảng Hàn giới. Lạc Hồng biết rõ, diện tích của Quảng Hàn giới tuy không phân cao thấp với tiểu giới diện bình thường, nhưng bản thân nó lại là một mảnh vỡ không gian đến từ tiên giới, không có thiên đạo hoàn chỉnh. Cho nên, một khi xuất hiện biến cố trọng đại về mặt pháp tắc, rất có thể giới này sẽ sinh ra đại kiếp có thể nói tai biến, khiến hoàn cảnh trong giới phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nói ngắn gọn, chính là một lò luyện tiên chuyển này nếu như sau này tiếp tục vận chuyển, rất có thể sẽ khiến cho tu sĩ linh giới không cách nào lại hàng lâm Quảng Hàn giới, hoặc là khiến cho Quảng Hàn giới không còn giá trị như hiện tại. Lạc Hồng mặc dù không phải là tu sĩ bản địa của Lôi Minh Đại Lục, lẽ ra tồn vong của Quảng Hàn giới cũng không liên quan quá lớn đến hắn, nhưng hắn có dã tâm khác. Cho nên, giờ phút này hắn không khỏi suy nghĩ biện pháp giải quyết tai họa ngầm này như thế nào. Kỳ thật cũng không cần suy nghĩ nhiều, dù sao trong tay Lạc Hồng có thể đối phó với thứ đại nhật xích kim này chỉ có một mà thôi. Bàn tay hắn bắt lấy quả cầu màu đen nhỏ, mặt ngoài còn có mấy vòng thái sơ chi khí màu vàng đỏ. Lập tức, kiếm chỉ tay trái Lạc Hồng điểm một cái, đánh ra một đạo pháp quyết về phía tiên nguyên thạch chỉ còn một nửa kia. Lập tức, nhất chuyển luyện tiên trận lại vận chuyển, ba đạo cột sáng vàng ròng rất nhanh lại lần nữa xuất hiện. Lạc Hồng thấy thế không nói hai lời, liền đưa tiểu hắc cầu vào trong một cột sáng, ngay sau đó lại tùy tiện ném ra hai khối linh thạch cực phẩm, ném vào trong hai cột sáng khác. Không có người tu tiên điều khiển cẩn thận, linh thạch cực phẩm căn bản không chịu nổi hỏa lực của Húc Nhật luyện lô, tiến vào trong nháy mắt sẽ bốc hơi biến mất, cũng không sợ đối với quả cầu đen nhỏ sinh ra ảnh hưởng gì. Kính xin tiên tử cấu trúc một đạo không gian bình chướng, phòng ngừa một chút có thể sẽ xuất hiện dư âm. Mắt thấy tiểu hắc cầu theo cột sáng bay vào trong mặt trời đỏ vàng, Lạc Hồng lúc này lấy ra phá thiên tàn thương, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Ngân Tiên Tử nói. Vâng, cẩn thận một chút. Ngân Tiên Tử cũng rõ ràng uy năng của vòng xích kim đại nhật này không phải đùa giỡn. Lại hiếm thấy lộ ra thần sắc ngưng trọng, lập tức hai cái tay nhỏ bé vung lên, một tầng ngân huy liền đem Lạc Hồng bao lại. Mà cùng lúc đó, phần đông vòng tròn thanh đồng vốn bởi vì nhất chuyển luyện tiên trận mở ra, lại nhanh chóng chuyển động. Giờ phút này lại tựa như tạp chủ, đột nhiên đồng loạt đình trệ lại. Khẽ rung động, không ngừng phát ra tiếng kẽo kẹt, lại nhìn mặt trời vàng ròng kia, thật ra mặt ngoài của chất hóa dần dần xuất hiện dòng chảy xiết giống như vòng xoáy, tựa như có thứ gì đó điên cuồng hút nó vào bên trong. Biến hóa giống nhau còn xuất hiện ở trên 36 đạo ánh sáng vàng ròng kia. Bây giờ chúng nó hoàn toàn không còn phiêu giật uốn lượn lúc trước, từng đạo giống như bị cự lực lôi kéo, bị kéo thành một đường thẳng tắp. Lúc này, một đạo quang nhận màu vàng ròng dài chừng 10 đột nhiên xuyên qua rất nhiều cự hoàn thanh đồng, bổ mạnh lên trên tế đàn, để lại một vết cháy đen kịt. Lập tức, càng nhiều xích kim quang nhận lớn nhỏ khác nhau bắn nhanh ra, trong đó tuyệt đại đa số đều rơi vào dưới tế đàn, nhưng cũng có một bộ phận bay đến chỗ xa hơn. Nơi đó không có cấm chế bảo hộ, uy lực của quang nhận lập tức được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, những nơi đi qua hết thảy đều bị vô thanh vô tức bốc hơi không còn. Mà lấy vận khí của Lạc Hồng, đương nhiên cũng không thể thiếu xích kim quang nhận xông thẳng đến hắn. Cũng may, không gian bình chướng của Ngân Tiên Tử thích hợp dùng để ứng phó loại thần thông trực lai trực khứ này nhất, một không gian lệch lạc liền khiến cho nó chém tới nơi khác. Lạc tiểu tử, không sai biệt lắm, nuốt vào nữa động tĩnh sẽ lớn. Mắt thấy xích kim đại nhật đã rút nhỏ gần nửa, bàn long cự trụ bốn phía cũng bắt đầu xuất hiện chấn động, Ngân Tiên Tử lúc này đề nghị. Ách, ta có thể có chút tình huống ngoài ý muốn, trước tiên chờ một chút. Lạc Hồng lập tức cũng muốn thu tay lại, nhưng hắn thử một chút, vậy mà không cách nào gọi tiểu hắc cầu về. Loại tình huống không nghe lời này, từ khi tiểu hắc cầu sinh ra, Lạc Hồng vẫn là lần đầu tiên gặp được, giờ phút này tự nhiên cũng không có biện pháp gì giải quyết. Hắn thử cưỡng ép thu hồi tiên nguyên thạch còn lại 1/3, khiến cả tòa luyện tiên đại trận dừng lại, lại bị một đạo linh quang trùng điệp bắn ngược về thần niệm, thiếu chút nữa làm bị thương nguyên thần. Rất hiển nhiên, tiểu hắc cầu mất khống chế cùng luyện tiên đại trận có quan hệ trực tiếp.
Tê, không được, không lấy ra được. Lại dùng hoàng tuyền quỷ thủ thử, lực đạo phản chấn, lại thiếu chút nữa chấn vỡ xương tay của Lạc Hồng. Hắn lập tức ý thức được, dị biến này chỉ sợ phải chờ tiên nguyên thạch tiêu hao hết mới có thể kết thúc. Quảng Hàn giới, ngươi phải kiên trì chịu đựng nha, ta đây thật sự là có ý tốt. Chẳng ai ngờ rằng sẽ xuất hiện loại tình huống này, Lạc Hồng lập tức có thể làm, cũng chỉ có trong lòng khẩn cầu Quảng Hàn giới trong lúc này kháng trụ, đừng để cho hắn hảo tâm làm chuyện xấu. Lại qua mười mấy hơi thở, xích kim đại nhật toàn bộ bị tiểu hắc cầu cắn nuốt không còn, lúc này xuất hiện ở trước mắt Lạc Hồng một màn, không khỏi làm cho khóe miệng của hắn co giật. Chương 1252, kinh biến các phương. Chỉ thấy, tại vị trí nguyên bản của mặt trời đỏ vàng, một viên cầu đen đường kính hơn 10 trượng đang chậm rãi chuyển động. 36 đạo hào quang vàng ròng được nó dẫn dắt, ở mặt ngoài quấn thành một vòng vầng sáng rộng mấy trượng, nhìn như cực chậm, kỳ thực lại đang xoay tròn bị nuốt hết với tốc độ cực nhanh. Lúc trước trong chí dương thiên cương cháo này tràn đầy chí dương chi lực, khiến cho ánh sáng tứ phương, khó có thể nhìn rõ mọi vật. Sau khi bị tiểu hắc cầu thôn phệ, linh quang xung quanh cũng nhanh chóng ảm đạm xuống. Đến lúc này, đã có thể thấy rõ ràng, 36 đạo hào quang vàng ròng kia chính là từ trong miệng 36 cây bàn long cự trụ xung quanh tuôn ra. Tiểu hắc cầu thôn phệ chi lực theo xích kim hà quang truyền tới, nhất thời làm này 36 căn bàn long cự trụ rung động không ngừng. Đến tận khi những kim long phù điêu kia tỉnh lại, vặn vẹo thân thể đem ngũ trảo chụp thật sâu vào trong trụ lớn, mới ổn định cả tòa đại trận. Mà điều khiến Lạc Hồng thất thố, không phải gì khác, chính là quả cầu đen nhỏ sau khi biến hóa. Trong quá khứ, điều duy nhất có thể làm cho Lạc Hồng nhất đại loạn, không có biện pháp nào khác, chính là cục diện tiểu hắc cầu biến thành đại hắc cầu. Dù sao, không ai rõ ràng hậu quả khi quả cầu đen nhỏ mất khống chế hơn hắn, tất cả sẽ là sự tịch diệt. Nhưng cũng may, tuy rằng hiện nay tiểu hắc cầu bành trướng mấy ngàn lần, nhưng vẫn chỉ là đang cắn nuốt ánh sáng vàng ròng, đối với phần đông cự hoàn thanh đồng xung quanh không có sinh ra quá nhiều ảnh hưởng. Điều này cũng có nghĩa là quả cầu nhỏ còn ở trong phạm vi có thể khống chế. Đây là neo bị mắt trận định trụ. Xuất phát từ hiểu biết đối với thuật đoạt nhật, giờ phút này trong lòng Lạc Hồng không khỏi hiện ra một cái suy đoán. Sa mạc húc nhật chỉ là bộ phận hạch tâm của đoạt nhật chi thuật, cũng chính là nơi tụ tập chí dương pháp tắc. Mà muốn tụ tập, tất nhiên phải thu thập trước, cho nên bộ phận bên ngoài của thuật đoạt nhật kỳ thực là trải rộng trong Quảng Hàn giới. Tình huống trước mắt kỳ thật cũng không phức tạp, hơn phân nửa là bởi vì lực cắn nuốt của tiểu hắc cầu quá mạnh. Thế cho nên ngược lại ăn mòn đại trận bên ngoài dùng để thu thập chí dương pháp tắc, khiến cho cả tòa đại trận hóa thành một cái rác hút, từ trên phương diện chí dương pháp tắc hấp ở Quảng Hàn giới. Tuy thiên đạo của Quảng Hàn giới không trọn vẹn, nhưng chắc chắn sẽ phản kháng, điều này khiến Quảng Hàn giới hấp được tiểu hắc cầu, muốn đoạt lại lực lượng pháp tắc đã mất. Lạc Hồng cảm ứng đối với tiểu hắc cầu vốn là ở vào trạng thái hết sức vi diệu, kể từ đó. Tất nhiên là không có năng lực từ trong tay thiên đạo không trọn vẹn của Quảng Hàn giới, hút về tiểu hắc cầu. Ai? Hiện tại chỉ có thể chờ tiên nguyên thạch tiêu hao hết, khiến cho vòng tuần hoàn chết này tự gián đoạn. Thiên đạo chỉ làm theo quy tắc, không thể nói lý lẽ, tiểu hắc muốn cướp, cho dù hắn không cướp được, cũng sẽ liều mạng cướp đoạt. Dứt lời, Lạc Hồng nhìn tiên nguyên thạch còn lại chưa đến 1/4, lại yên lặng nói, hy vọng giới không có việc gì. Một lát trước, bên ngoài thiên cương cháo chí dương, 6 người Cam Nhược Vân đều thần sắc thấp thỏm, đứng ngồi không yên chờ đợi huynh đệ Địch Thị và Lạc Hồng trở về. Không phải tâm cảnh bọn họ tu luyện không đến nhà, mà là hiện tại ngân tộc xác thực gặp phải nguy cơ thật lớn. Tuy ngân tộc dựa vào thượng cổ huyền thiên chí bảo phá thiên thương, thành lập 7 cái truyền thừa động thiên, khiến cho bọn họ thành công ở trong trận đại chiến diệt tộc của địa linh tộc kia, nhưng cũng bị trọng thương. Lập tức, tu sĩ đại thừa trong tộc lại xuất hiện kết thúc, chuyến này nếu không thể thành công mang húc nhật hỏa tinh về. Thương thế của chí dương huyền xà sẽ khôi phục, các tộc ngấp nghé địa bàn ngân tộc xung quanh sẽ nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường. Đến lúc đó, chính là nguy cơ diệt tộc. Đám người Cam Nhược Vân ít nhiều biết được một ít nội tình, lập tức lo lắng không thôi. Cam sư tỷ, thời gian không sai biệt lắm, bọn họ còn chưa trở lại, có phải là... Trong lòng Địch Thị huynh đệ và Lãnh Ngọc Long hiểu rất rõ tu vi của địa hỏa đằng xà, cho nên hắn có thể suy đoán ra hai người này có thể kiên trì được thời gian trong chí dương thiên cương cháo. Trước mắt thời gian đã qua, nhưng vẫn chưa thấy bóng người,
hắn không thể không suy nghĩ nhiều. Sẽ không đâu, Lạc tiền bối cũng là người ngân tộc, húc nhật hỏa tinh kia mặc dù tốt, nhưng linh thú của hắn cũng không cách nào ăn nhiều. Không có lý do gì lại mạo hiểm làm trái với lời thề tâm ma, lại mặc kệ sự căm thù của mẫu tộc, làm ra cử chỉ đoạt bảo. Không đợi Lãnh Ngọc Long nói xong, Cam Nhược Vân liền lập tức lắc đầu nói. Mà giống như muốn kiểm chứng nàng, bên này nàng vừa nói xong, hai bóng người toàn thân bốc khói liền xuyên qua màn sáng, vọt ra. Mau, cho thuốc ăn. Cam Nhược Vân thấy thế vội vàng vung tay lên, lệnh cho hai sư đệ ở phía sau tiến lên cứu người. Hai tu sĩ ngân tộc này cũng đã sớm chuẩn bị, đồng thời khoát tay, lấy ra một cái bình xanh nhỏ. Pháp quyết điểm một cái, hai bình nhỏ liền lật ngược lại, rơi xuống một mảnh cam lâm. Sau khi những linh dịch trong suốt này rơi xuống trên người huynh đệ Địch Thị, lập tức phát ra tiếng vang xì xì, nhanh, chóng mang đi hỏa khí trên người bọn họ, khôi phục thương thế của bọn họ. Chỉ một lát sau, khí tức của hai người đã ổn định lại. Lúc này, Cam Nhược Vân vội vàng tiến lên hỏi, hai vị đạo hữu có thuận lợi không? Chuyện này, Cam tiên tử, hai huynh đệ ta mặc dù thành công lấy ra húc nhật hỏa tinh, nhưng số lượng thiếu một viên, không đủ 20. Địch Hưng có chút xấu hổ nói, lần này hắn vì tính mạng của người thân, uổng phí lợi ích của tộc quần. Đây là vì sao, không phải có thể thu hoạch 25 viên húc nhật hỏa tinh sao? Cho dù Lạc tiền bối lấy đi một phần cũng phải đủ số lượng mới đúng. Lãnh Ngọc Long lúc này bất mãn nói, thiếu một viên cũng là kém, Chí Dương huyền xà kia cũng không có tính tình tốt đẹp gì. Cái này chủ yếu là trách ta, nếu không phải tu vi ta không đủ, đại huynh cũng sẽ không. Địch Đức nghe vậy lập tức ôm lấy trách nhiệm, cũng nói rõ tình huống lúc đó với đám người Cam Nhược Vân. Đã như thế, vậy còn có đường quay về, dù sao Lạc tiền bối một mực lưu lạc ở bên ngoài, khẳng định không hưởng thụ qua vài loại đặc sản trong động thiên truyền thừa kia của tộc ta. Chờ sau khi hắn đi ra, chúng ta coi điều kiện này, hẳn là không khó đổi được một viên húc nhật hỏa tinh từ trong tay hắn. Sau khi biết được tiền căn hậu quả, lông mày vốn nhíu lại của Cam Nhược Vân lập tức buông lỏng. Theo nàng thấy, việc này hoàn toàn có thể giải quyết hòa bình, bởi vì chỉ riêng việc Lạc Hồng không giết người đoạt bảo, lấy đi toàn bộ điểm này, cũng đủ để cho thấy thiện ý của hắn. Tuy nói cái này nghe có chút hèn mọn, nhưng ở dưới quy tắc tu tiên giới mạnh được yếu thua, chính là như thế. Nhưng vì sao Lạc tiền bối phải ở bên trong, hắn sẽ không phá hư nơi đây chứ? Cũng không trách Lãnh Ngọc Long lo lắng, dù sao nơi đây chính là ngân tộc bọn họ từ địa linh tộc kế thừa đến, một trong những di sản quan trọng nhất là tiền vốn quật khởi tương lai của ngân tộc bọn họ. Sư đệ, ngươi hơi lo lắng rồi đó, ngươi đừng nhìn nơi đây bình thường không có gì lạ, nhưng kỳ thật khắp nơi đều là cấm chế do cổ tiên bố trí. Đối với chúng ta mà nói, mỗi một phiến đá ở đây đều có thể nói là kiên cố không thể phá vỡ. Ngươi nhìn kìa. Nói xong, Cam Nhược Vân liền giơ mình đâm ngân thương trong tay ra, mũi thương đâm vào trên mặt đất chỉ phát ra một tiếng đinh, ngay cả một vết màu trắng cũng không lưu lại. Quả nhiên là kiên. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Lãnh Ngọc Long vừa muốn cất bước tiến lên kiểm tra, mặt đất đột nhiên chấn động mạnh một cái, thiếu chút nữa sốc hắn té lăn quay ra, sau khi đứng vững lại, vội vàng vừa hỏi vừa kiểm tra bốn phía. Lúc này, Cam Nhược Vân cũng không hiểu ra sao, tất nhiên không cách nào trả lời hắn, lập tức chỉ có thể đề phòng, gọi một đám sư đệ sư muội đến bên người. Sau một khắc, mấy đạo quang nhận vàng dòng từ trong thiên cương cháo bắn nhanh ra, chém lên mặt đất bên cạnh, trong ánh mắt kinh hoàng của Cam Nhược Vân, tạo ra một khe rãnh thật sâu. Tất cả mọi người, thiên phong hộ thân đại trận. Thấy càng nhiều quang nhận vàng dòng bắn ra, Cam Nhược Vân cảm thấy da đầu tê dại, hô lớn. Đám người Lãnh Ngọc Long vừa xem xong nàng biểu diễn, tất nhiên cũng lập tức ý thức được sự đáng sợ của những quang nhận màu vàng dòng này, lập tức không nói hai lời liền nhao nhao tế ra linh bảo của mình. Theo pháp lực trên thân mọi người tuôn ra, một đạo vòi rồng màu bạc trong khoảnh khắc đột ngột từ mặt đất mọc lên, bảo hộ mọi người vào trong. Nhưng bọn họ không biết rằng, lúc này không may không chỉ có bọn họ. Đây là một trận dị biến lan tới hơn phân nửa Quảng Hàn giới. Cùng một thời gian, ở một góc vắng vẻ nào đó của Nghiễm Hàn giới, một vùng sơn mạch bị sương mù dày đặc màu xanh che lấp. Nam tử hắc giác cầm đầu một đám tu sĩ gia tộc vừa mới bị các loại thần thông nổ vang, giết chết một đám ngân triều trùng. Hắc thượng sứ, chúng ta đã đến nơi rồi, có muốn? Một gã đại hán râu quai nón đỉnh đầu mọc ra một cặp sừng cong cực lớn màu lam, lúc này đang phi độn đến bên cạnh gã.
vừa dùng ánh mắt liếc nhìn hai người Bạch Chỉ đang bị bắt giữ, vừa dùng tay cắt cổ. Không vội, chúng ta có thể đến đây nhanh như vậy là nhờ có tên gia hỏa âm yêu tộc kia, trước khi vật kia tới tay đều giữ bọn họ lại, đề phòng vạn nhất. Tâm tình nam tử sừng đen đương nhiên không tệ, khóe miệng khẽ nhếch lắc đầu nói. Thượng sứ cẩn thận như thế, lần này chúng ta nhất định có thể hoàn thành trọng trách trong tộc. Đại hán sừng lam liền chắp tay lấy lòng nói. Ừm. Nam tử sừng đen phất phất tay, liền đuổi đối phương lui xuống, lập tức dẫn đám người phi độn đến, phía trên phế tích vốn bị ngân triều trùng xem như xảo huyệt. Kể thật, gần đây có thể đổi nguồn đổi, đọc nhiều âm sắc, số bắp táo nhác mỡ heo cũng được. Nhìn chúng tu giác si tộc vây quanh nam tử sừng đen, lúc này phân tán đề phòng, Bạch Chỉ lúc này cười khổ nhìn Trầm Đồng bên cạnh nói. Ha ha, xem ra bọn họ đã tìm được địa phương rồi, Trầm huynh, chúng ta hẳn là không còn bao nhiêu thời gian để sống. Trầm Đồng sao có thể không biết một khi người của giác si tộc đến mục đích, tìm được thứ mình muốn, sẽ hạ sát thủ với bọn họ. Nhưng hắn và Bạch Chỉ đều bị vây dưới xiềng xích linh bảo của nữ tu giác tu, căn bản vô lực phản kháng, chỉ có thể ai thán một tiếng, chờ bị sâu xé. Nữ tu giác tiêu này cũng không cho rằng hai người có bất kỳ khả năng đào thoát nào, thậm chí rõ ràng nghe được bọn họ nói chuyện, cũng lười ngăn cản. Bên kia, sắc mặt nam tử sừng đen ngưng trọng bấm pháp quyết một phen, lập tức miệng há to, phun ra một đoàn thất sắc quang diễm. Chỉ thấy thất sắc quang diễm cuộn lên, một cái chuông nhỏ toàn thân trắng như tuyết hiện ra trước mặt hắc giác nam tử. Keng. Không chút do dự, nam tử sừng đen lập tức thúc giục pháp lực, khiến cho chuông nhỏ trắng như tuyết phát ra một tiếng chuông thanh thúy. Mà sau một tiếng chuông này, một màn không thể tưởng tượng nổi bỗng nhiên xuất hiện. Mọi người chỉ cảm thấy thần thức như bừng tỉnh, ngay sau đó cảnh sắc bốn phía liền mơ hồ một cái, đợi phục hồi tinh thần thì đã cúi đầu xuống, hai chân hướng lên trời đảo ngược. Muốn đảo ngược càn khôn, mê thiên trung. Sau một khắc, hai tiếng kinh hô đồng thời phát ra từ miệng Bạch Tiểu Kiệt và Trầm Đồng. Không có khả năng, giác si tộc không có khả năng để cho các ngươi mang huyền thiên chí bảo vào Quảng Hàn giới. Là huyền thiên thánh khí, các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Hai người Bạch Hỗn tuyệt đối không nghĩ tới đám người nam tử sừng đen lại tìm kiếm thứ có quan hệ với huyền thiên linh bảo, lập tức trái tim không khỏi đập loạn lên. Phải biết rằng, giác si tộc hiện giờ đã rất mạnh, nếu là lại đạt được một hai kiện huyền thiên linh bảo, vậy Lôi Minh đại lục thật không có chủng tộc nào có thể chống lại bọn họ. Mà với thói quen của giác si tộc, một khi chiến bại, kết cục tất nhiên là diệt tộc, không có ngoại lệ. Nghĩ đến điều này, hai người Bạch Chỉ thậm chí đều quên mất sự thật bọn họ không còn sống lâu nữa, rất kích động nói. Nhưng mà, nam tử sừng đen không để ý đến bọn họ, mà lại lần nữa bấm tay bắn lên chuông nhỏ trắng như tuyết, cho dù đầu ngón tay máu tươi bắn tung tóe, sắc mặt cũng không thay đổi chút nào. Theo tiếng chuông thứ hai vang vọng trong trời đất, mặt đất bất mãn với phế tích bỗng nhiên rung động kịch liệt. Từng đợt tiếng gào nặng nề từ sâu trong lòng đất truyền ra. Thấy tình cảnh này, nam tử sừng đen lộ ra vẻ mừng như điên, không chút nghĩ ngợi liền búng ngón tay cái thứ ba. Lập tức, sắc mặt hắn bỗng nhiên trắng nhợt, hiển nhiên điều khiển chuông nhỏ trắng như tuyết đối với hắn mà nói, tiêu hao dị thường to lớn. Nhưng ngược lại sắc mặt lại là vui mừng trong mắt hắn. Nhìn thấy mặt đất không ngừng phập phồng, hiện ra một tòa quang trận màu đen to lớn, lúc này thanh niên sừng đen lật tay lấy ra một cái bình ngọc dài cổ. Hắn lấy ra một dòng máu đen nhánh, giống hệt dòng máu mà Lạc Hồng đã nhìn thấy. Ha ha ha, thành công rồi, cự linh pháp lệnh đã bị ta chiêu ra, giết bọn chúng, huyết tế tộc ta. Mắt thấy máu tươi hóa thành một cự lệnh đen kịt nặng nề, cao tới hơn một trượng, nam tử sừng đen lập tức cười như điên, một chỉ hai người Bạch Chỉ lập tức muốn giết bọn chúng trợ hứng. Dù biết hẳn phải chết, nhưng hai người Bạch Chỉ nghe lời ấy, vẫn liều mạng dãy dụa. Nhưng ngay trước mắt sống chết, chỉ nghe đông một tiếng vang thật lớn, đại địa lại như sóng cả kịch liệt chập trùng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là địa mạch cự linh phát cuồng? Lam giác đại hán lúc này kinh hô. Không đúng, thanh minh tiên vụ đang tiêu tán, địa mạch cự linh không có thần thông này. Một lão giả giác si tộc kinh dị nhìn bốn phía nói. Mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, một nữ tu giác vĩ chỉ tay về phía bầu trời xa xa, chỉ thấy phía sau làn sương mù xanh mờ nhạt, một luồng sáng vàng rực nối trời nối đất. Sau một khắc, trong hư không, liền bay vụt ra rất nhiều kim phù lưu chuyển xiềng xích to lớn, gắt gao cuốn lấy đầu xích kim hà quang, nhưng vẫn không ngăn được xu thế chảy xuôi. Hơn nữa,
Theo đấu lực của hai bên, tiếng nổ long trời lở đất không ngừng truyền đến, linh khí trong thiên địa trở nên vô cùng sao động. Bão cát cát đá chạy, dị tượng mưa lửa trên trời chỗ nào cũng có, hoàn toàn là một cảnh tượng của ngày tận thế. Không tốt. Nam tử sừng đen thấy thế cũng kinh hãi không hiểu, không biết xảy ra chuyện gì, lập tức giống như nghĩ tới điều gì, quát to một tiếng liền đánh tới cự linh pháp lệnh kia. Nhưng hắn cuối cùng vẫn chậm một bước, bàn tay lướt qua, lại chỉ đánh tan một mảnh hư ảnh. A a a, ai phá hỏng chuyện tốt của ta? Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1253, thôn Nhật Chi biến. Nam tử sừng đen lập tức cuồng nộ vô cùng, vốn dĩ có được cự linh pháp lệnh, nhưng Quảng Hàn giới đột nhiên xuất hiện biến đổi lớn, khiến cho địa mạch sinh ra biến động cực lớn. Mà địa mạch cự linh kia chính là sẽ theo địa mạch mà động, cho nên hiện tại đã rời xa nơi này. Kể từ đó, lúc trước tất cả những việc mà hắc giác nam tử làm cũng trở thành vô dụng. Thượng sứ, mau nhìn mặt trời trên cao. Lúc này, thanh âm hoảng sợ của đại hán màu lam đột nhiên truyền đến. Nam tử sừng đen dù sao còn lý trí, nghe vậy cũng lập tức ngẩng đầu nhìn trời, nhưng lập tức nhìn thấy một màn, lại làm cho hắn trong nháy mắt đem chuyện mất đi cự linh pháp lệnh ném ra sau đầu. Chỉ thấy, xung quanh mặt trời đỏ treo cao ở Nghiễm Hàn giới lại xuất hiện một vầng sáng đen thui, đang chuyển động, thôn phệ từng chút một. Rốt cuộc là loại lực lượng gì mới có thể thôn phệ được một giới? Vấn đề này đã vượt ra khỏi nhận thức cực hạn của hắc giác nam tử, mà theo không biết to lớn mà đến, chính là mãnh liệt khủng bố. Không hề nghi ngờ, một khi mặt trời của Quảng Hàn giới bị mất, toàn bộ Quảng Hàn giới sẽ nghênh đón biến đổi long trời lở đất. Những tu sĩ thân ở Quảng Hàn giới như bọn họ tất nhiên cũng lành ít dữ nhiều. Ý thức được điều này, nam tử sừng đen làm sao còn quản được trọng trách giao phó trong tộc, lập tức chỉ nghĩ làm sao có thể dẫn dắt mọi người bảo mệnh. Đối mặt với tình thế nguy hiểm lan đến toàn bộ Quảng Hàn giới như vậy, chạy chắc chắn là chạy không thoát, nam tử sừng đen chỉ có thể dùng thủ đoạn mạnh nhất, hy vọng có thể gắng gượng vượt qua. Tất cả mọi người đều đi tới, vừa ra lệnh cho mọi người, hắc giác nam tử vừa tế tiểu trung trắng như tuyết trước người lên cao hơn 10 trượng. Lập tức một ngụm tinh huyết từ trong miệng phun ra, nhất thời làm cho tiểu trung trắng như tuyết linh quang đại lượng, cũng nhanh chóng bành trướng lên. Cách đó không xa, đám người đại hán lam giác thấy thế lập tức hiểu được sứ giả muốn dùng huyền thiên thánh khí trợ giúp bọn họ vượt qua tình thế nguy hiểm, lúc này liền phi, độn với tốc độ nhanh nhất. Hừ, hai người các ngươi tự sinh tự diệt cho ta đi. Giờ phút này, nữ tu Giác Huy phụ trách quản lý hai người Bạch Chỉ làm sao có thể để cho hai thiên vân tu sĩ liên lụy mình. Vì vậy không chút nghĩ ngợi liền thu xiềng xích linh bảo lại, bỏ lại hai người, độn đến dưới cự trung trắng như tuyết. Tuy rằng lấy lại được tự do, nhưng hai người Bạch Chỉ lập tức không cao hứng nổi, bọn họ vốn đã bị bắt bị thương không nhẹ. Bây giờ đối mặt tình thế nguy hiểm như vậy, có thể nói là không hề có cơ hội còn sống, trong lòng thậm chí càng cảm thấy tuyệt vọng. Trầm huynh, lần này chúng ta chết chắc rồi, nhưng Bạch Mỗ cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không để cho những giác si tộc nhân này sống tốt, ngươi có nguyện theo Bạch Mỗ cùng đi không? Trong mắt Bạch Cập tràn đầy tơ máu, đã đi đến đường cùng rồi thì hắn ta chỉ muốn lôi kéo đám người nam tử sừng đen cùng chết. Nghe lời ấy, Trầm Đồng ở một bên yên lặng chờ đợi thời khắc cuối cùng, lúc này liền hiểu Bạch Chỉ muốn làm gì, nhưng hắn lại có chút do dự. Dù sao, nếu hiện tại binh giải, bọn họ có lẽ còn có cơ hội quay lại luân hồi. Nhưng nếu lựa chọn tự bạo, không nói có thể dung chuyển huyền thiên thánh khí do Mê Thiên Trung chế tạo hay không, nhưng bọn hắn khẳng định sẽ hồn phi phách tán. Trầm Đồng có lòng muốn khuyên, nhưng khi hắn đối mặt với ánh mắt tử ý đã quyết của Bạch Chỉ, liền biết vô luận hắn nói cái gì, cũng không có khả năng làm cho đối phương thay đổi chủ ý. Không sao, Thẩm huynh. Mà thấy Trầm Đồng vẫn trầm mặc không nói, Bạch Chỉ cũng không cưỡng cầu. Mặc dù theo hắn thấy, cho dù thật sự có luân hồi, nhưng sau luân hồi mình cũng không còn là mình. Nếu vì cái này, hãy từ bỏ trả thù giết người, Bạch Chỉ cảm thấy không đáng. Nhưng mà đồng sinh cộng tử một trận, hắn cũng tôn trọng lựa chọn của Trầm Đồng. Nhưng mà ngay một khắc trước khi Bạch Cập muốn hành động, chuyện mà cả hai người bọn hắn và tu sĩ Giác Si đều dự đoán không ra đã xảy ra. Chỉ nghe, phương hướng xích kim hà trụ đột nhiên truyền đến một tiếng vang giòn giã như lưu ly vỡ vụn, lập tức cả xích kim hà trụ theo âm thanh sụp đổ. Thư hữu cũ biết chuyện giáp,
Dã quả khoa học đề cử cho ta 10 năm. Thật sự dùng tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc vang nghe sách giết thời gian, nơi này có thể tải xuống. Lập tức, tất cả mảnh vỡ bị những lá bùa màu vàng xiềng xích cuốn một cái, liền một lần nữa chui vào bên trong thiên địa. Theo sự biến mất của cột sáng vàng ròng, vầng sáng đen thui xung quanh mặt trời nhiễm hàn giới cũng lập tức biến mất. Tương ứng, những dị tượng ở khắp nơi trong quảng hàn giới cũng nhanh chóng bắt đầu chậm lại, một trận biến đổi lớn đột ngột như vậy tự động tách ra. Như thế tới nhanh đi nhanh, quả thực là khiến hơn 1.000 tu sĩ trong quảng hàn giới không kịp phản ứng. Ha ha, trời cũng giúp ta, Bạch huynh chúng ta đi mau. Sừng sốt một cái chớp mắt, lúc này Trầm Đồng ý thức được cơ hội bọn hắn chạy thoát đã đến, lập tức mặt lộ vẻ cuồng vui cùng Bạch Chỉ bỏ chạy. Không, nếu như cùng nhau trốn, chúng ta đều trốn không thoát. Ta bị thương càng nặng hơn, cho nên Trầm huynh ngươi mau đi đi, Bạch mỗ thay ngươi ngăn cản bọn họ. Bạch Chỉ lúc này đúng là không chút do dự muốn cản phía sau cho Trầm Đồng. Nghe được cái này, Trầm Đồng không khỏi kinh ngạc vạn phần, dù sao giao tình của hắn cùng Bạch Chỉ cũng liền bình thường, là tuyệt đối không tới loại trình độ tính mạng chi giao này. Ngươi cầm cái này, để hắn báo thù cho ta và Tần huynh. Nhưng Bạch Chỉ cũng không quản Trầm Đồng kinh ngạc, ném một vật về phía nó, sau đó liền xông về phía chúng tu giác si đang đuổi theo. Thẩm Đồng thấy thế, theo bản năng bắt lấy đồ vật Bạch Chỉ ném tới, mắt thấy hai tên giác si tộc nhân có ý muốn lướt qua Bạch Chỉ. Hắn lập tức cũng không lo nghĩ quá nhiều, khởi động độn quang, bắt đầu toàn lực bỏ chạy. Mấy tức sau, một tiếng nổ to lớn từ phía sau truyền đến, linh ba đảo qua tựa như trùng trùng điệp điệp đâm vào trên đầu Trầm Đồng, khiến song quyền hắn siết chặt. Đáng chết, thật là có huyết tính, vậy mà không chút do dự lựa chọn tự bạo. Đại hán lam giác hùng hùng hổ hổ từ trong một đoàn lam sắc linh diễm bay ra, phì một tiếng, phun ra một ngụm máu. Đoạn Băng, ngươi đi gọi người trở về, chúng ta nhất định phải tìm được người này trước khi địa mạch cự linh rơi vào trạng thái ngủ say lần nữa. Nếu không lần này không thể nào hoàn thành nhiệm vụ mà tộc giao phó. Nam tử sừng đen chẳng những cũng đang truy kích trong hàng ngũ, hơn nữa còn xông lên phía trước nhất, nhưng hắn lập tức lại không vì Bạch Cập tự bạo mà làm bị thương. Thượng sứ, đạo huyết quang trên người ngươi là... Đại hán lam giác nghe vậy nhưng không lập tức lĩnh mệnh, mà chỉ vào một quỷ đầu huyết sắc ở ngực nam tử sừng đen, mặt lộ dị sắc nhắc nhở. Chẳng qua là báo thù huyết cấm mà ngày đó Vân Nhân lưu lại, ngoại trừ khu trừ một chút phiền toái ra thì không có tác dụng khác, ngươi mau nghe lệnh mà làm việc. Hắc giác nam tử đã sớm biết ngực mình có thứ đồ chơi này, nhưng hắn tuyệt không để ý. Dù sao, ở bên trong quảng hàn giới hắn cũng không sợ bất luận thiên vân tu sĩ nào, đi ra quảng hàn giới, hắn liền về tới bên trong tộc. Đến lúc đó, cho dù là thiên vân đại thừa tu sĩ cũng đừng hòng tổn thương hắn một phân một hào. Lúc địa mạch cự linh ngủ say sẽ đem địa mạch tiết điểm của hắn giấu đi, bằng vào bọn hắn cơ hồ không có khả năng phát hiện, cho nên bọn hắn hiện tại phải tranh thủ từng giây. Vâng, ta sẽ truyền lệnh xuống ngay. Lam giác đại hán nghe vậy trong lòng an tâm, lập tức lĩnh mệnh nói. Mà ở bên kia, Trầm Đồng đang liều mạng chạy trốn chợt phát hiện truy binh giác si tộc sau lưng đột nhiên vòng trở về, cũng lập tức có chỗ hiểu ra. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hắn lập tức mở ra nắm tay phải, chỉ thấy một tấm linh phù nhăn nheo nằm ở lòng bàn tay hắn. Rót vào một tia pháp lực, cả tờ linh phù lập tức trở nên chỉnh tề không gì sánh được, để Trầm Đồng thoáng cái nhận ra nó. Đây là tấm vạn lý phù mà Lạc đại sư cho Bạch huynh. Thì ra, ban đầu khi từ biệt ở Bát Hung Hải cùng Lạc Hồng, Bạch Chỉ vì ngày sau thuận tiện mời Lạc Hồng luyện khí, liền hướng Lạc Hồng cầu lấy thủ đoạn liên lạc. Lạc Hồng cũng không nghĩ tới vì một kiện cuồng lôi phá kiếp giáp liền nuốt lời mà mập, liền thống khoái cho Bạch Cập một tấm cao giai vạn lý phù. Lúc này nhìn thấy tấm vạn lý phù này, Trầm Đồng lập tức hiểu rõ ý của Bạch Chỉ, chần chừ một lát, ánh mắt hắn đột nhiên ngưng tụ, lẩm bẩm, Bạch huynh ngươi đã cứu Trầm Mỗ một mạng, Trầm Mỗ nhất định không phụ nguyện vọng của ngươi. Dứt lời, Trầm Đồng liền thay đổi phương hướng phi độn, thẳng hướng chân trời mà đi. Hắc giác nam tử đánh thức địa mạch cự linh đồng thời, một con đực giống như thú đang uống nước cạnh đầm, ánh mắt liếc về phía ba con ám thú trưởng thành. Liễu tiên tử, Hàn đạo hữu, các ngươi động hay không động thủ, đây chính là cơ hội tuyệt hảo. Hóa ra, con vật ngầm giống đực này chính là do Thạch Côn dùng mặt ảo thiên biến hóa mà thành. Bảo vật này mượn nhờ tấm da thú hoàn chỉnh, làm cho khí tức của hắn trở nên độc nhất vô nhị so với thú đêm,
những thú đêm trưởng thành bình thường căn bản không thể phân biệt được. Không được, đồng thời đối phó ba đầu động tĩnh quá lớn, coi như lấy tốc độ nhanh nhất bắt được, cũng rất có thể sẽ dẫn tới cao giai ám thú, chúng ta không thể mạo hiểm. Liễu Thủy Nhi lúc này đang cùng Hàn Lập ẩn thân ở hơn 10 dặm, bởi vì hai người nàng chưa có thu hoạch được ra ám thú, cho nên lập tức được Thạch Côn mở đường, bọn hắn thu liễm khí lực bám theo. Liễu tiên tử nói không sai, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta tiếp tục ở bên ngoài rừng rậm tìm kiếm ám thú lạc đàn là được, không cần thiết bốc lên phong hiểm. Hàn Lập nghe vậy cũng tương đương đồng ý phụ họa. Được, cẩn thận một chút cũng tốt, vậy chúng ta liền tránh đi chúng nó. Tuy Thạch Côn cảm thấy nguy hiểm không lớn, nhưng hắn cũng không phải loại nóng vội mấy ngày cũng không đợi được, nói xong liền muốn đứng dậy rời khỏi đầm nước. Nhưng vào lúc này, đông một tiếng vang thật lớn truyền đến, lập tức đại địa rung động mạnh. Đột nhiên cái đất xuất hiện làm cho đầm nước nhanh chóng biến mất, cũng làm ba con ám thú đang kết bạn nhe răng trợn mắt đề phòng. Mà ở phía chân trời, một đạo xích kim hà trụ thông thiên liên địa thình lình đập vào mắt ba người Hàn Lập. Đang lúc bọn họ kinh nghi cự biến này, ba tiếng chu cực kỳ hưng phấn từ trong miệng ba con ám thú phát ra. Mà cái đầu này thật giống như đang nổi lên, sâu trong rừng rậm lúc này liên tiếp truyền đến vô số tiếng chu lên, phảng phất như toàn bộ tộc quần ám thú đều phấn khởi lên. Hàn Lập dùng thần thức dò xét phía sau, lúc này thuận theo ba đầu ám thú hướng bầu trời nhìn lại, chỉ thấy mặt trời Quảng Hàn giới giống như bị thứ gì đó thôn phệ. Phát hiện điểm này, tất nhiên khiến cho Hàn Lập cực kỳ khiếp sợ, nhưng rất nhanh hắn liền phục hồi tinh thần, truyền âm với Thạch Côn, Thạch đạo hữu, đi mau. Cái gì? Giờ phút này Thạch Côn cũng phát hiện dị thường của mặt trời, đang ở trong sự khiếp sợ cực độ, vì vậy bỗng nhiên nghe được Hàn Lập truyền âm, nhưng lại không thể lập tức phản ứng. Mà ngay sau đó, ba đạo sát cơ lạnh thấu xương liền khóa chặt hắn. Chương 1254, ám thú dị biến. Khi Thạch Côn ngẩng đầu nhìn mặt trời, ba con ám thú vừa chu lên liền có biến hóa kinh người. Đầu tiên dưới bốn chân đều hiện ra lãnh diễm đen kịt, tiếp theo trên người xuất hiện một bộ giáp trụ hư ảo. Mà vị trí mi tâm lại mạnh mẽ nứt ra một cái lỗ hổng, một viên tinh thạch màu đen từ trong máu tươi chui ra. Sau khi khí tức ba đầu ám thú trưởng thành này hoàn thành biến hóa, lập tức phóng đại, đồng thời trong mắt tinh mang lóe lên, nhìn về phía ám thú do Thạch Côn ngụy trang thành ở bờ bên kia. Có lẽ là thực lực tăng mạnh bọn họ có thể nhìn thấu ngụy trang của thiên biến ảo diện. Cũng có lẽ là Thạch Côn không có biến hóa gì khiến cho lộ ra chân ngựa, dù sao ba đầu ám thú trưởng thành này đều là trực tiếp nhào tới. Mặc dù trong nháy mắt khi cảm nhận được sát ý, Thạch Côn đã phục hồi tinh thần lại, nhưng tốc độ của ba con ám thú trưởng thành này sau khi biến hóa lại tăng lên gấp đôi. Lập tức, Thạch Côn chỉ kịp kích phát ra linh khí hộ thể, liền bị con ám thú trưởng thành đầu tiên đánh bay ra ngoài. Không đợi Thạch Côn biến thành ám thú rơi xuống đất, hai đầu ám thú trưởng thành khác liền há miệng đỏ lòm, vù vù phun ra hai luồng lãnh diễm đen kịt. Vừa bị chúng một đòn, tất nhiên Thạch Côn không thể né tránh, lập tức bị oanh chúng. Ngay sau đó, ám thú do hắn biến thành liền bay ngược ra hơn 10 trượng, hung hăng đụng vào một cây đại thụ 10 người ôm, đập nó hai đoạn mới ngừng lại. Trong gỗ vụn, Thạch Côn đã hiện ra chân thân, lập tức che ngực, mặt mũi tràn đầy thống khổ từ mặt đất bò dậy. Nhưng hắn mới đứng lên được một nửa, dưới chân đột nhiên lảo đảo một cái, thiếu chút nữa lại ngã trở về mặt đất. Thạch Côn cúi đầu xem xét, chỉ thấy bắp chân phải của mình chẳng biết lúc nào đã trở nên xanh đen một mảnh, nhưng không có nửa điểm không khỏe. Không, không phải là không có khó chịu, mà là triệt để mất đi chi giác. Sau khi nhìn thấy thương thế của mình, trong lòng Thạch Côn lập tức trầm xuống, dù sao thì thứ nó kiêu ngạo nhất cũng chính là thân thể của mình. Thế nhưng hiện tại lại bị thương dưới sự liên thủ của ba con ám thú trưởng thành. Trong nháy mắt này, Thạch Côn không khỏi cực kỳ hối hận, hắn không nên nghe Liễu Thủy Nhi đến ám thú xâm lâm này. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, chính là thứ mà ám thú thích ứng với luật rừng học được đầu tiên. Dưới chân khẽ động, ba đầu ám thú trưởng thành này lại lần nữa nhào ra, hơn nữa ở không gian lại nhao nhao một hóa thành ba, phân ra hai, đạo phân thân. Chỉ trong nháy mắt, từ ba hư chín đạo hắc ảnh từ các phương hướng khác nhau đánh về phía Thạch Côn, bộ dáng như muốn xé nó thành từng mảnh vậy. Nhưng chỉ nghe ầm một tiếng, một đoàn hỏa diễm xích hồng lấy Thạch Côn làm trung tâm đột nhiên nổ tung. Bị xông lên, sáu đạo phân thân kia lập tức bị nghiền nát, ba cái thực thể còn lại cũng bị đánh bay ra ngoài. Chỉ thấy,
một đôi đại chùy màu đỏ đậm xuất hiện ở trong tay Thạch Côn. Đoàn bạo diễm vừa rồi kia đúng là thần thông mà hắn dùng để đối kích song chùy sinh ra. Sau khi đánh lui ba đầu ám thú trưởng thành, Thạch Côn lại không nhanh không chậm tế ra một cái bình ngọc màu đỏ. Bảo vật này sau khi xoay tròn trên đỉnh đầu mấy vòng, liền rơi xuống một mảnh hào quang màu đỏ. Cái chân bị thương của Thạch Côn bị nó chiếu trúng, vết thương màu xanh đen liền lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến mất. Nhị vị đạo hữu, đã tới rồi còn trốn tránh làm gì? Chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn một mình Thạch Mỗ giải quyết ba con ám thú này? Lấy đánh giá thực lực của Thạch Côn lúc trước, hiển nhiên là hắn đánh không lại ba con ám thú trưởng thành sau khi biến hóa này, nhưng không khiến người ta bất ngờ là quả nhiên hắn ẩn giấu một phần thực lực. Ngoại trừ thân thể và thần thông ra, linh bảo trên người hắn cũng vô cùng mạnh mẽ. Vừa dứt lời, một đạo ngân toa cùng một đạo kiếm quang màu xanh từ sau lưng ba đầu ám thú trưởng thành bắn nhanh ra. Phốc phốc hai tiếng, con thoi bạc kia liền xuyên thủng đầu một đầu ám thú trưởng thành, mà kiếm quang màu xanh kia cũng khẽ quấn trên cổ một đầu ám thú trưởng thành khác, khiến cho thi thể nó tách rời. Con ám thú còn lại thấy tình thế không ổn, vừa muốn chạy trốn, liền bị một cỗ hào quang màu xám bao lại, thân hình lập tức trì trệ. Còn không đợi hắn thi triển thủ đoạn khác thoát khốn, một thanh đại chùy màu đỏ liền bay vụt đến. Chỉ thấy chùy này bành trướng trên không trung đến 5-6 trượng, sau khi ầm ầm một tiếng nện xuống, lúc này làm cho đầu ám thú cuối cùng này biến thành một bãi thịt nát. Liễu tiên tử, đây là tình huống gì? Vì sao những ám thú này lại đột nhiên tăng nhiều thực lực? Vừa mới vượt qua tình thế nguy hiểm, Thạch Côn liền hỏi Liễu Thủy Nhi. Thạch đạo hữu bớt giận, ta cũng không biết chuyện này, nhưng ta đoán hơn phân nửa có liên quan đến dị biến của mặt trời. Liễu Thủy Nhi lập tức thần sắc cực kỳ khó coi giải thích. Dù sao từ trong tiếng chu vừa rồi, không khó đoán ra, hiện tại cả khu rừng ám thú đều đã xuất hiện biến hóa tương tự. Điều này khiến cho khu rừng rậm ám thú vốn có mức độ nguy hiểm không tính là cao, giờ biến thành một vùng tuyệt địa. Âm dương mất cân bằng, ban ngày hành tướng, lần này thật đúng là muốn mạng rồi. Hàn Lập lúc này giữ im lặng, nhưng kỳ thực trong lòng lo lắng vô cùng. Thái dương và thực lực của ám thú đột nhiên tăng vọt, chứng minh Quảng Hàn giới đang xảy ra biến đổi pháp tắc. Mà Lạc sư huynh lúc uống rượu, giống như vui đùa, đề cập qua với gã cái này, đến bây giờ Hàn Lập vẫn còn nhớ rõ đối thoại lúc đó. Ha ha, Hàn sư đệ, ngươi có biết, nếu vi huynh rút khô pháp tắc ngũ hành của một giới nhỏ như thế ở nhân giới, sẽ xảy ra chuyện gì không? Ha ha, Lạc sư huynh nói đùa, chuyện như vậy làm sao có thể làm được chứ? Nhưng chỉ là nếu như mà nói, nhân giới có lẽ sẽ hủy diệt à? Không, không thể nào. Nào có dễ dàng như vậy, có thể hủy diệt một cái giao diện. Nhưng mà, ngược lại sẽ có đại tai biến phát sinh, đến lúc đó sinh linh toàn bộ giới diện 10 không còn một, đều xem như kết quả tốt. Đại biến cố là gì? Ha ha, kỳ thật là. Vi huynh cũng không rõ, có thể là một trận sương mù lớn, hoặc là một trận mưa to, hoặc là một cơn cuồng phong, những nơi đi qua. Ngũ hành đều rời, tất cả vật chết kháng không được hóa thành bột mịn, sinh linh chịu không được lập tức phách tán, là vì đại tai biến. Thử nghĩ một chút, đây là cảnh tượng tráng lệ cỡ nào? Sư huynh, huynh uống say rồi. Không ngờ một câu nói đùa của sư huynh năm đó lại thật sự diễn ra. Hàn Lập biết chân tướng sự việc, căn bản không lo lắng dị biến của ám thú, bởi vì sau khi Thái Dương tiêu vong, đại tai nạn của ám nguyệt sẽ so với đáng sợ gấp trăm lần. Chờ chút, động tĩnh này không phải là do Lạc sư huynh làm ra đấy chứ? Lời hắn nói lúc đó thật sự là đùa sao? Hàn Lập lúc này đột nhiên trong lòng rùng mình, không khỏi nghĩ đến. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền lắc đầu, tự mình thuyết phục mình thầm nghĩ, sẽ không, ta cũng ở trong giới này, sư huynh làm sao có thể hại ta? Hàn đạo hữu, Thạch Côn có chút không kiên nhẫn hô lớn một tiếng. À, làm sao vậy, các ngươi đã quyết định rồi? Hàn Lập nghe tiếng lập tức hoàn hồn, sau đó hỏi. Không sai, ta cùng Thạch đạo hữu dự định lập tức rời khỏi ám thú xâm lâm, không biết Hàn đạo hữu thấy thế nào? Liễu Thủy Nhi nhanh chóng nói. Dưới cái nhìn của nàng, kỳ thật cái này căn bản không cần hỏi, dù sao ai cũng rõ ràng, lại tiếp tục xâm nhập nơi đây, bọn họ tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Nhưng mà, bọn họ ngày sau cuối cùng vẫn phải hợp tác tầm bảo, cho nên chuyện nên thương lượng vẫn là phải thương lượng, cho dù chỉ là đi vào tình thế. Nhưng mà, làm cho nàng và Thạch Côn đều cảm thấy ngoài ý muốn chính là,
Hàn Lập nghe vậy không ngờ lại nhíu mày tỏ vẻ do dự. Từ tình báo trước mắt, chắc chắn ám thú có thể thích ứng với đại biến ám nguyệt, thậm chí cả khu rừng rậm ám thú cũng phù hợp với hoàn cảnh sau tai nạn. Nói không chừng nơi này là nơi duy nhất trong Quảng Hàn giới hiện nay, thật sự phải rời đi sao? Hàn Lập căn bản không thể suy nghĩ ra được gì, tuy nhiên hắn cũng chẳng quan tâm, dù sao hiện tại sống sót mới là quan trọng nhất. Nhưng dường như có điều ngoài ý muốn xảy ra trước cả dự tính, lập tức có một tiếng gào thét cực lớn từ phía trước truyền đến. Ha ha ha, ba vị đạo hữu khổ cực, rồi, con tam mục ám thú này giao cho các ngươi xử lý. Sau một khắc, một đạo độn quang hiện lên, ba người Hàn Lập chỉ thấy một nam tử mặt mũi tràn đầy râu quai nón, tay cầm một thanh tam xoa ngân kích cười to, bay vút qua bên cạnh bọn hắn. Hải Vương tộc. Sau khi thấy rõ diện mạo người tới, Thạch Côn lập tức kinh hô. Không tốt, mau tránh ra, sau lưng hắn đuổi theo đầu tam mục ám thú. Liễu Thủy Nhi vừa dứt lời, một cột sáng màu đen liền từ vị trí nguyên bản của nàng bắn nhanh qua, lại chỉ là vừa lướt qua linh cháo hộ thân của nàng liền đánh nát bấy. Thấy tình cảnh này, Hàn Lập cũng bất chấp suy nghĩ quá nhiều, dù sao hết thảy đều phải chờ giải quyết xong nguy cơ trước mắt rồi hãy nói. Ở lại cho ta. Theo tiếng hét phẫn nộ của Hàn Lập, mấy trăm trượng sau lưng hắn lập tức nổi lên mảng lớn thanh quang. Ngay sau đó mấy chục đóa cự liên liền đem nam tử râu quai nón từ nay về sau bay qua bao vây ở trong đó. Nguyên lai, Hàn Lập bởi vì phát giác không ổn, cho nên trước khi chạy tới trợ giúp Thạch Côn, liền lặng lẽ bày Xuân Lê kiếm trận. Lập tức nam tử râu quai nón này muốn gắp lửa bỏ tay người, nhưng lại trực tiếp đâm đầu vào trong kiếm trận. Tình thế như vậy, ba người tự nhiên không cần hai lời, lúc này Liễu Thủy Nhi cùng Thạch Côn liền ác đấu với tam mục ám thú, mà Hàn Lập thì cùng nam tử râu quai nón hại bọn hắn đấu pháp. Trong lúc nhất thời, hai chiến đoàn đều đánh cực kỳ kịch liệt. Nhưng chẳng biết tại sao, nam tử râu quai nón kia lại không có sát ý mạnh đối với Hàn Lập, luôn muốn phá trận mà đi, từ đó cho Hàn Lập tìm được cơ hội. Dùng một bộ kinh hồn thứ, nguyên tử thần sơn cộng thêm phá diệt pháp mục liên chiêu, trong thời gian ngắn đem hắn chém giết tại bên trong kiếm trận. Nhưng mà không cần Hàn Lập nghi hoặc, gã liền hiểu rõ vì sao nam tử râu quai nón vội vã thoát thân như thế. Lại hai đạo độn quang màu đen hạ xuống, lại có hai đầu tam mục ám thú trợ giúp. Ngoài ra, phía xa còn có âm thanh ầm ầm, hiển nhiên không lâu sau, càng có nhiều ám thú trưởng thành đuổi tới đây. Đối mặt tình thế ác liệt như thế, Hàn Lập liền lật tay lấy ra viên vạn hóa càn khôn châu kia, lập tức đem ra. Sau khi tế ra, vạn hóa càn khôn châu không giống pháp bảo có tính lần đầu nổ tung, mà là trên không trung phát ra tiếng ông ông, tràn ra từng vòng linh ba vô hình. Mà sau khi những linh ba này quét qua, ngoại trừ để cho một ít thổ thạch từ mặt đất trôi nổi lên, đúng là không có bất kỳ tác dụng gì. Hai người Thạch Côn thấy thế, lúc này trong lòng mắng to Hàn Lập không đáng tin cậy. Nhưng ngay sau đó, ba con ám thú ba mắt vây quanh bọn họ đột nhiên kêu thảm thiết. Trong cơ thể bọn họ không biết xảy ra vấn đề gì, lập tức lại có mấy cái túi bay tán loạn bên ngoài thân, trong lúc nhất thời ngay cả phi độn cũng không thể duy trì, một đầu ngã trên mặt đất. Càng trọng yếu hơn là tầng hắc giáp hư ảo cứng, rắn không gì sánh được trên người bọn họ lúc này cũng tự động tán loạn. Thấy vậy, không cần người khác phải nói gì. Liễu Thủy Nhi và Thạch Côn lập tức thi triển thần thông sở trường, đánh về phía ba con tam mục ám thú. Chỉ một hiệp mà đã kết thúc tính mạng của bọn họ. Hít, không hổ là bảo vật Lạc sư huynh luyện chế, chính là lợi hại. Hàn Lập cũng không ngờ vạn hóa càn khôn châu có hiệu quả tốt như vậy, trong lòng không khỏi sợ hãi thán phục. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1255, Họa thủy đông dẫn. Nơi đây không thể ở lâu, chúng ta đi mau. Tiếng chạy của đám lớn ám thú đã càng ngày càng gần, nếu bị nó vây quanh, vậy có thể chính là thập tử vô sinh, cho nên Liễu Thủy Nhi vừa thu hồi ngân toa, liền gấp gáp muốn rời đi. Đối với điều này Hàn Lập cũng không nói gì, dù sao mặc kệ lúc xảy ra đại biến, vượt qua nguy cơ trước mắt mới là quan trọng nhất. Nhưng ngay khi bọn họ độn quang, thiên địa vốn đang sao động lại đột nhiên tĩnh lặng, bầu trời hôn ám lại tỏa ra ánh sáng. Ba người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mặt trời đã không còn gì lạ thường, không biết vì sao lại trừ khử. Mà đối với biến hóa của mặt trời, cảm xúc của ám thú là sâu nhất,
lực lượng vốn bành trướng bỗng nhiên tiêu tán không nói, cùng nhau rơi xuống dẫn phát rối loạn, lại càng thêm phiền phức. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khu rừng rậm ám thú đều lộn xộn, ngay cả ám thú chi vương trong thời gian ngắn cũng không thể đè nén được. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thạch Côn thầm nói thời gian một nén nhang ngắn ngủi này cũng quá mức chơi đùa tâm thần, lập tức không khỏi có chút mờ mịt hỏi. Bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì, đó đều tuyệt đối không phải lực lượng chúng ta có khả năng chạm đến. Bây giờ tộc đàn ám thú đại loạn, chính là cơ hội tuyệt hảo để chúng ta xuyên qua nơi đây, hai vị đạo hữu ngàn vạn lần không được chần chừ. Hai mắt Liễu Thủy Nhi lấp lánh quang mang, kích động nói. Thôi được, Thạch Mỗ sẽ tin tiên tử một lần nữa. Từ tình huống trước mắt xem ra, trước mắt đích thật là cơ hội tuyệt hảo đi ngang qua rừng rậm ám thú. Thạch Côn mặc dù có chỗ oán hận Liễu Thủy Nhi, nhưng cũng không đến mức tổn hại sự thật, lập tức nhíu mày trầm giọng nói. Lúc này Hàn Lập vẫn không vội phát biểu ý kiến, bởi hắn đang bận thu chiến lợi phẩm. Thú đan của ba con ám thú ba mắt là của hắn, pháp bảo chữ vật của nam tử Hải Vương tộc kia cũng là của hắn. Đợt này hữu kinh vô hiểm, Hàn lão ma của chúng ta đã trực tiếp kiếm được lời. Thần thức đảo qua, Hàn Lập liền nổi lên hứng thú với một cái hộp hàn ngọc tràn đầy cấm chế, không khỏi có chút hiếu kỳ khi chủ nhân cất giữ vật trong hộp như vậy. Nếu dùng thủ đoạn bình thường, những cấm chế này tự nhiên rất khó bài trừ, nhưng Hàn Lập lấy nó ra, trực tiếp khu xử một con phệ kim trùng cắn xé. Chỉ chốc lát sau, cấm chế trên hàn ngọc hộp đã bị phá ra một lỗ hổng. Hàn Lập phun ra một ngụm ngân diễm, thuận theo lỗ hổng này một lần hành động bài trừ cấm chế trên hộp. Mở nắp hộp ra, chỉ thấy một lệnh bài màu đen dày nặng nằm ở trong đó, phía trên tràn đầy văn tự dị tộc mà Hàn Lập xem không hiểu, làm hắn nhất thời khó có thể nhìn ra dấu vết của vật ấy. Không bắt buộc Hàn Lập không có ép buộc, thu vật ấy lại, rồi cùng hai người Thạch Côn tiếp tục lên đường. Nhưng mà, ba người Hàn Lập không biết là, sau khi bọn họ rời đi không bao lâu, một bóng người thon thả liền xuất hiện trên ngọn một cây đại thụ. Nàng này có lông mày lá liễu, mắt đen, dáng người thướt tha, chính là nữ tử Hải Vương tộc lúc trước đồng hành cùng nam tử dâu quai nón. Lúc này, Dương Nghê nhìn về hướng ba người Hàn Lập rời đi, cơ hồ nghiến chặt hàm răng, trong đôi mắt tràn đầy hận ý. Nguyên lai, Dương Nghê cùng đại huynh tránh được một kiếp từ trong tay Lạc Hồng, liền so với ba người Hàn Lập trước một bước tiến vào rừng rậm ám thú. Bởi vì nguyên nhân tương tự, hai huynh muội cũng áp dụng phương thức thu liễm khí nhập cư đi qua nơi đây. Bất quá bởi vì sử dụng huyền thiên thánh khí cực kỳ hao tổn pháp lực, cho nên nam tử dâu quai nón không để cho Dương Nghê tương trợ, mà tự mình thi triển thần thông thu liễm khí. Dưới tình huống bình thường, hắn chỉ cần ở thời điểm gặp gỡ ám thú cấp cao, để Dương Nghê thúc giục huyền thiên thánh khí, giúp hắn tránh thoát dò xét, hai người liền có thể nhẹ nhõm xuyên qua ám thú xâm lâm. Nhưng sự biến dị của mặt trời khiến cho thực lực của ám thú trong rừng rậm tăng lên nhiều, lập tức khiến cho nam tử dâu quai nón giống như Thạch Côn, vốn không nên phát hiện ra ám thú trưởng thành của hắn. Lại bởi vì ám thú cũng có linh trí nhất định, cho nên hắn không thể trực tiếp biến mất dưới mí mắt của nó, như vậy sẽ chỉ làm hắn và Dương Nghê cùng nhau bại lộ. Cũng may lúc nguy cấp, Dương Nghê dùng La Thiên Bối tra xét được khí tức ba người Hàn Lập, vì vậy liền có chuyện nam tử dâu quai nón dẫn ám thú ba mắt về phía ba người Hàn Lập. Nhưng đáng tiếc là lần này bọn họ lại gặp phải một khối thiết bản, Dương Nghê chỉ có thể trơ mắt nhìn nam tử dâu quai nón chết thảm dưới thủ đoạn lôi đình của Hàn Lập. Mặc kệ ngươi là ai, ta nhất định sẽ bắt các ngươi đền mạng cho đại huynh của ta. Trọng trách mà tộc giao phó, ta cũng nhất định sẽ hoàn thành. Sau khi nghiến răng nghiến lợi lập quyết tâm, vỏ sò phấn hồng bên hông Dương Nghê linh quang chớp lên, thân hình của nàng ta nhất thời biến mất, phía dưới địa cung ở sa mạc Húc Nhật. Ngay khi khắp nơi Quảng Hàn giới đều có biến thái mặt trời, loạn thành một đoàn, Lạc Hồng nhìn trong đại trận dưới chân, một chỗ lõm rỗng tuếch không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, cuối cùng cũng không gây thành đại họa. Tuy nói pháp tắc âm dương của Quảng Hàn giới sẽ bởi vậy mà hỗn loạn một trận, nhưng bản thân nó có năng lực điều tiết nhất định, cuối cùng chỉ là suy yếu một hồi mà thôi. Coi đây là cái giá lớn, lại khu trừ một khối u ác tính trong thể nội. Nếu thiên đạo Quảng Hàn giới có linh tính, cũng có thể sẽ cảm tạ ta chứ. Sau khi tiểu hắc cầu cùng Quảng Hàn giới thiên đạo hình thành chính diện đối kháng, tiêu hao tiên nguyên thạch bỗng nhiên nhanh hơn một đoạn, khiến cho trận đại loạn này so với Lạc Hồng dự đoán sớm hơn nhiều. Tương ứng, thương tổn mà quả cầu đen nhỏ tạo thành đối với Quảng Hàn giới cũng thấp hơn dự tính rất nhiều. Nhưng mà điều khiến Lạc Hồng vui mừng chính là,
Sau khi giải phóng ra khỏi đại trận, tiểu hắc cầu lúc này liền thu nhỏ lại đến kích thước ban đầu, hơn nữa còn ngoan ngoãn bay tới trước người hắn. Nhưng cũng có chỗ khiến người ta bất ngờ, đó chính là rõ ràng cắn nuốt nhiều chí dương pháp tắc như vậy, mặt ngoài tiểu hắc cầu lại không có một tia thái sơ chi khí. Thậm chí ngay cả thái sơ chi khí luyện hóa kim dương sa ban đầu cũng biến mất. Hay lắm, quả cầu đen nhỏ này là thật hay, trực tiếp không ra hàng. Mặc dù điều này rõ ràng không bình thường, nhưng cho dù Lạc Hồng đã đột phá hợp thể, nhưng cảm ứng với tiểu hắc cầu vẫn thập phần vi diệu. Theo hắn phỏng đoán, có lẽ tu vi chỉ tới đại thừa mới có thể nghiên cứu ra điểm xuất phát của quả cầu đen nhỏ này. Lập tức, Lạc Hồng cũng chỉ đem nghi ngờ giấu ở trong lòng, thần niệm khẽ động đem tiểu hắc cầu đưa về đan điền. Nhưng ngay khi Nguyên Anh giống như trước, ôm lấy tiểu hắc cầu, một đạo khí tức quen thuộc lại đột nhiên cùng hắn thành lập kết nối. Đây là... Nhất thời, trên mặt Lạc Hồng hiện lên một vòng dị sắc, ngay sau đó tay phải mở ra, một đoàn linh diễm màu vàng đỏ liền bay lên. Quả nhiên là ngươi, Thiên Lang Thần Hỏa. Cùng với thanh âm vui mừng của Lạc Hồng, xích kim linh diễm lúc này hướng chính giữa ngưng tụ lại, sau đó liền biến thành một con hỏa lang toàn thân có lửa. Chương 1256, Thiên Lang Thần Hỏa. Vừa mới ngưng tụ thân hình, hỏa lang liền hướng Lạc Hồng mừng rỡ lắc đuôi, cũng hồng hộc lè lưỡi ra. Một giọt chất lỏng màu vàng đỏ từ khóe miệng nàng chảy xuống, nhỏ xuống trên tế đàn. Lại khiến cho tế đàn bị nhiều xích kim quang nhận chém xuống, cũng không có phản ứng nhiều, trong nháy mắt sáng lên tất cả cấm chế phủ văn. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lúc này ý thức được, chỗ tốt lớn nhất của lần này ở Húc Nhật sa mạc, chỉ sợ cũng là bị Thiên Lang Thần Hỏa cho. Đối với chuyện này Lạc Hồng tất nhiên là không có gì tiếc nuối, dù sao Thiên Lang Thần Hỏa chính là hắn ở nhân giới luyện chế, cho tới nay lập công rất nhiều. Lúc trước khi phát hiện mình không cách nào cảm ứng được hắn từ trong tiểu hắc cầu, Lạc Hồng còn cảm thấy mất mát một hồi. Bây giờ chẳng những mất mà lấy lại được, hơn nữa uy lực của nó cũng tăng lên, Lạc Hồng tất nhiên là vạn phần mừng rỡ. Ha ha, cực kỳ diệu diệu, ngươi đã trở lại, chắc chắn ta không cần tới thực cốt ma hỏa này nữa, cho ngươi nuốt đi. Nói xong, Lạc Hồng giơ tay trái ra, một đoàn ma diễm màu đen mãnh liệt tuôn ra. Năm ngón tay sau khi bóp một cái, đoàn ma diễm này lập tức bị ngưng tụ thành một khỏa diễm cầu lớn bằng ngón cái. Cũng không cần Lạc Hồng ném xuống, bốn chân hỏa lang khẽ động, liền thuấn di đến trên tay trái, một ngụm liền đem hỏa cầu màu đen nuốt vào trong bụng. Nhất thời, diễm quang trên người hỏa lang tăng vọt ba phần, qua một hồi lâu mới bình ổn lại. Mà khi Lạc Hồng cho rằng đây chỉ là biểu hiện của Thiên Lang Thần Hỏa luyện hóa thực cốt ma hỏa, hỏa lang lại há miệng phun ra một luồng hắc khí mờ mịt. Lạc Hồng thấy thế không khỏi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, vẻ mặt khiếp sợ nói, thái sơ chi khí. Ngươi có thể luyện hóa ra thái sơ chi khí. Thái sơ chi khí xuất hiện, một chút đã biểu lộ Thiên Lang Thần Hỏa là thu được một bộ phận thần thông của tiểu hắc cầu. Tuy rằng so với bản thân tiểu hắc cầu, tốc độ luyện hóa của hắn chậm hơn rất nhiều, nhưng chỉ có được, Lạc Hồng đã vô cùng thỏa mãn. Dù sao, cái này ý nghĩa tiểu hắc cầu hắn cửu tử nhất sinh luyện ra, rốt cục có tác dụng thực chiến. Điều này đối với chiến lực của Lạc Hồng mà nói, tuyệt đối là một sự tăng lên về chất. Thế nào, ngươi không muốn ăn nó à? Sau khi bình phục tâm tình, Lạc Hồng nhìn hỏa lang đã ngồi xổm xuống trong lòng bàn tay hắn, chậm rãi liếm vuốt, không khỏi hỏi. Hỏa lang nghe vậy liền lắc đầu với Lạc Hồng, tỏ vẻ mình không có hứng thú. Trước mắt, Lạc Hồng còn chưa hiểu rõ nhiều về biến hóa của Thiên Lang Thần Hỏa, đương nhiên sẽ không cưỡng ép hắn. Vì vậy, sau khi hắn trầm ngâm mấy hơi, liền dẫn đạo thái sơ chi khí này về phía tay phải. Ngay khi hai bên tiếp xúc, một tầng hắc khí từ trên tay phải Lạc Hồng hiện ra, chỉ hơi sôi lên, đã đem sợi thái sơ chi khí do thực cốt ma hỏa biến thành này cuốn trở về. Nhất thời, tầng hắc khí trên tay phải Lạc Hồng cũng ngưng thực hơn rất nhiều, cũng dần dần bốc lên ánh lửa. Thực cốt ma hỏa và thuộc tính của Hoàng Tuyền Quỷ Thủ tương hợp với Lạc Hồng đã sớm biết, lúc trước sở dĩ không hợp luyện hai thứ này. Chính là bởi vì trực tiếp hợp luyện độ khó quá lớn, mà dùng tiểu hắc cầu, hao tổn lại quá nhiều, tất nhiên sẽ tạo thành cục diện 1 cộng 1 nhỏ hơn 2. Hơn nữa, trước đây Lạc Hồng cũng cần một môn thần thông linh diễm, bổ sung cho thủ đoạn của mình, nên không có động thủ. Bây giờ Thiên Lang Thần Hỏa đã trở về, Lạc Hồng tất nhiên không cần so đo chút hao tổn kia. Lạc tiểu tử, cũng nên đi thôi,
nếu không những tên đồng tộc kia của bổn tiên tử nên tiến vào kiểm tra tình hình. Thấy chuyện nơi đây kết thúc, Ngân tiên tử không khỏi thúc giục nói. Nàng biết rõ tiểu hắc cầu là bí mật lớn nhất của Lạc Hồng, ngoại trừ người thân trải qua, người khác chỉ cần biết được một chút, đều sẽ bị hắn diệt khẩu. Mà Cam Nhược Vân là tộc nhân ngân tộc lần đầu tiên nàng nhìn thấy kể từ năm tháng vô tận đến nay. Nếu có thể, nàng cũng không muốn đối phương phát sinh xung đột với Lạc Hồng. Tiên tử nói không sai, chúng ta đi. Ngày sau còn phải tiếp xúc với ngân tộc, Lạc Hồng cũng không muốn cứ như vậy chặt đứt mối thiện duyên mà mình kết ra. Cho nên nói xong, hắn nhảy vài cái xuống tế đàn, xoay người đánh ra một đạo pháp quyết, khiến cho cả tòa tế đàn một lần nữa chìm vào trong lòng đất, phần lớn cự hoàn đồng xanh trên không trung cũng bành. Bành mà rơi xuống mặt đất. Một lát sau, bên ngoài Chí Dương Thiên Cương Tráo, đám người Cam Nhược Vân nhìn màn sáng trước mặt, chậm chạp không dám có hành động. Dị tượng lúc trước thực sự quá mức khủng bố, tất cả mọi người hợp lực mới miễn cưỡng bảo vệ được tính mạng. Nếu như phái người đi vào thì loạn tượng lại nổi lên, vậy khẳng định sẽ xuất hiện hao tổn. Nhưng xuất hiện dị tượng như vậy đã đủ để nói rõ Lạc Hồng ở bên trong đã làm gì. Lấy tầm quan trọng của nơi này, nếu không đi vào xác nhận một phen, thật sự là để cho bọn họ khó mà an tâm. Ngay khi mọi người còn đang bối rối, một bóng người mặc áo đen, vai rơi kim điêu xuyên qua màn sáng đi ra. Lạc tiền bối, ngươi, các ngươi không sao chứ? Cam Nhược Vân đang muốn hỏi Lạc Hồng làm gì, liền nghe Lạc Hồng sắc mặt hổ thẹn hỏi. Huyền Linh phù hộ, chúng ta miễn cưỡng chịu được. Cam Nhược Vân lúc này vẻ mặt không vui trả lời. Vậy thì tốt rồi, Lạc Mỗ cũng không ngờ tới, chỉ là thử năng lực luyện khí của mặt trời đỏ vàng kia, liền làm ra động tĩnh bực này. Xem ra, nghe nói môn luyện khí thuật kia là thật sự của tiên giới hạ xuống. Lạc Hồng sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói, Lạc tiền bối tinh thông thuật luyện khí. Cam Nhược Vân có chút hoài nghi hỏi. Đương nhiên, Lạc Mỗ có thể đặt chân ở Thiên Vân, chính là dựa vào một tay luyện khí thuật độc môn. Nhưng hổ thẹn chính là, lần này Lạc Mỗ tự đại, năm quả húc nhật hỏa tinh luyện hỏng ba quả. Thuật tiên nhân này, thật sự không dễ nắm giữ như vậy. Lạc Hồng lắc đầu, cảm giác sâu sắc tiếc nuối nói. Cam Nhược Vân nghe vậy lập tức nhìn về phía Địch Hưng đang đứng ở một bên, đối phương cũng hiểu ý, liền lệnh cho địa hỏa đằng xà bơi ra khỏi ống tay áo, rất nhanh gật đầu với Cam Nhược Vân. Địa hỏa đằng xà cũng giống như tiểu kim, bởi vì có huyết mạch trời sinh, đối với húc nhật hỏa tinh có năng lực cảm ứng rất mạnh. Cho dù là pháp bảo chữ vật đặc biệt cũng khó có thể ngăn cách loại cảm ứng này. Địch Hưng lập tức gật đầu, ý là đang nói cho Cam Nhược Vân, trên người Lạc Hồng xác thực còn hai viên húc nhật hỏa tinh. Sau khi có chứng cứ này, Cam Nhược Vân cũng lập tức tin tưởng Lạc Hồng, từ đó an tâm không ít. Sau đó, nàng liền hướng Lạc Hồng đưa ra ý nghĩ trao đổi một viên húc nhật hỏa tinh. Cam tiên tử, lần này Lạc Mỗ chỉ lấy một phần mình nên được, chẳng lẽ các ngươi muốn vi ước? Nói đến chuyện này, Lạc Hồng lúc này nhướng mày, thanh âm lập tức lạnh xuống. Vãn bối không dám, húc nhật hỏa tinh đích xác là vật mà tiền bối ứng được, bất quá, kính xin tiền bối thông cảm cho mẫu tộc, cho phép chúng ta dùng linh vật khác giao dịch một viên. Cam Nhược Vân vội vàng hạ thấp tư thái thỉnh cầu. Tình hình gần đây tình hình của ngân tộc không ổn, Lạc Mỗ quả thật đã nghe qua, nếu như có thể thì ta cũng không ngại tương trợ đôi chút, thế nhưng... Như vậy đi, Lạc Mỗ sẽ giữ lại mai húc nhật hỏa tinh này, sau khi rời khỏi Quảng Hàn giới không lâu, cũng sẽ đi ngân tộc viếng thăm. Về phần giao dịch, đến lúc đó bàn lại sau. Tin tức về thượng cổ bí khố của ngân tộc, hơn phân nửa chỉ có những trưởng lão cực kỳ hạn chế của ngân tộc hiện nay mới biết được. Chỉ cần có húc nhật hỏa tinh trong tay, Lạc Hồng có thể dễ dàng tiếp xúc, tất nhiên sẽ không nhả ra. Vậy được rồi, ta đợi đến lúc đó nhất định cung nghênh tiền bối đến. Cam Nhược Vân không dám cưỡng cầu, lúc này chỉ có thể chắp tay đáp. Một chuyện quy một chuyện, các ngươi lần này bởi vì Lạc Mỗ gặp nạn, những thanh la đan này liền cầm đi coi như đền bù tổn thất. Tỳ Hưu dứt lời, Lạc Hồng liền vung tay áo lên, đem 8 viên thanh la đan phân biệt đưa đến trước mặt mọi người. Sau khi nghe nói đan dược này có thể tăng cường dược hiệu của đại đa số đan dược, trên mặt đám người Cam Nhược Vân đều vui vẻ, vội vàng hành lễ nói cảm tạ với Lạc Hồng. Mà sở dĩ bọn họ kích động là bởi vì ngoại trừ lấy được húc nhật hỏa tinh ra, bọn họ chuyến này cũng có mục đích đột phá hợp thể. Có thanh la đan, liền có thể tăng lên dược lực đan dược phụ trợ mà bọn hắn chuẩn bị, cũng chính là tăng lên tỷ lệ đột phá hợp thể.
Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendọcviệt.com. Chương 1257, Vạn Dặm Tin Tức. Đa tạ tiền bối hậu thưởng. Lúc này mọi người vui mừng khôn xiết, đồng loạt nói lời cảm tạ. Lạc tiền bối, không biết tiếp theo ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Nếu thuận tiện thì có thể cùng chúng ta đi tới Không Ngân Hải. Nơi đó có một mảnh Trần Ngân Địa Tuyền, tu sĩ thánh giai của ngân tộc ta nếu có thể mượn tu luyện mấy tháng, ngày sau lĩnh ngộ tạo hóa thân, liền có thể càng thêm dễ dàng. Sau khi tặng đan, Cam Nhược Vân hoàn toàn tin tưởng thiện ý của Lạc Hồng đối với bọn họ, nếu không tu sĩ cấp cao sao có thể đối đãi bình đẳng với tu sĩ cấp thấp như vậy. Cho nên, có qua có lại, nàng cũng nói ra bảo địa tu luyện quan trọng nhất của ngân tộc ở Quảng Hàn giới. Tạo hóa chi thân chính là ngân tộc tu luyện tới hợp thể cảnh, có thể tự lĩnh ngộ ra một loại huyết mạch thần thông. Thần thông này có thể mượn không gian chi lực trong huyết mạch tu sĩ ngân tộc, cường hóa thân thể trên phạm vi lớn, khiến cho một thời gian ngắn nội lực bạo tăng, là một trong những thứ mà ngân tộc sống tại linh giới. Nhưng tạo hóa chi thân này lĩnh ngộ được thông thấu chính là tùy người mà khác nhau, cái này tốt cùng chênh lệch tạo thành uy lực chênh lệch tương đối lớn. Cho nên, phàm là tu sĩ ngân tộc có lòng đột phá thánh giai ở Quảng Hàn giới, đều sẽ bế quan ở phụ cận Không Ngân Hải. Một khi đột phá thành công, sẽ lập tức tiến về Trần Ngân Địa Tuyền củng cố tu vi, cũng một mực tu luyện tới một năm. Nơi đây có lực hấp dẫn đối với tu sĩ ngân tộc chúng ta như thế, chẳng lẽ dị tộc sẽ không cố ý bố trí cạm bẫy? Chuyện giết người đoạt bảo trong Quảng Hàn giới cực kỳ phổ biến, dù sao cơ duyên của mình không tốt, chỉ có thể cướp của người khác. Lạc Hồng đổi vị trí suy nghĩ một chút, nếu hắn là chủng tộc đối địch của ngân tộc, hơn phân nửa sẽ trực tiếp bố trí mai phục ở vùng phụ cận Không Ngân Hải, chờ tu sĩ ngân tộc đến đây bế quan tự chui đầu vào lưới. Về phần Không Ngân Hải kia thì không ở trên bản đồ mà họ ông đưa cho, Lạc Hồng ngược lại là không thấy khác thường, cho rằng đây chỉ là những khu vực có tên riêng của các chủng tộc khác nhau mà thôi. Lạc tiền bối quá lo lắng rồi, còn nhớ rõ tấm ngân triều lệnh mà vãn bối tặng trước đây không? Nói đến đây, trong mắt Cam Nhược Vân lập tức hiện lên một cỗ kiêu ngạo, sống lưng cũng không khỏi ưỡn thẳng. Ngân triều lệnh, chẳng lẽ nói? Lạc Hồng nghe vậy nhất thời hiểu ra. Không sai, Không Ngân Hải kia kỳ thật cũng không phải hải vực chân chính, mà là một mảnh đất ngân triều trùng lớn nhất Nhiễm Hàn giới sinh sống. Bởi vì nơi đó tụ tập mấy trăm vạn con ngân triều trùng, cho dù là thượng cổ hung thú của giới này cũng phải nhượng bộ lui binh. Cho nên đối với tu sĩ ngân tộc chúng ta mà nói, nơi đó chính là nơi an toàn nhất của toàn bộ Quảng Hàn giới. Mỗi lần Cam Nhược Vân nghĩ đến điều này, đều không khỏi cảm thán tiền nhân mưu tính sâu xa, lại lưu lại nội tình hùng hậu như vậy cho bọn họ. Thì ra là thế, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường đi. Nguyên lúc trên không trung, Hàn lão ma vì muốn tiến về tòa tiên phủ kia, đã từng bị ngân triều trùng quần hùng hung hăng đuổi giết một phen. Từ đó xem ra, khoảng cách giữa Không Ngân Hải và tòa tiên phủ kia cũng không xa lắm, hắn và đám người Cam Nhược Vân vừa vặn tiện đường. Đã như vậy, Lạc Hồng cũng không ngại đồng hành với bọn họ thêm một đoạn thời gian. Một ngày sau, một cơn gió đột nhiên từ mặt đất mọc lên, thổi lên một lượng lớn cát vàng, ngay sau đó mấy đạo độn quang liền từ trong gió bay ra, hóa thành thân hình đám người Lạc Hồng. Chỉ thấy bọn họ dừng lại vẻn vẹn một cái chớp mắt, liền cùng nhau hướng phía bên kia của Húc Nhật sa mạc bỏ chạy. Ánh nắng sa mạc tuy nói khốc liệt như trước, nhưng kim dương xa khắp nơi lại không thấy bóng dáng. Điều này không khỏi làm cho đám người Cam Nhược Vân còn muốn thu thập một vòng nữa cảm thấy thất vọng. Cũng may địa thế xung quanh đã thay đổi rất nhiều, để cho mọi người quy tội này lên người Địa Long, cũng không suy nghĩ quá nhiều. 7 ngày sau, 9 người Lạc Hồng rời khỏi Húc Nhật sa mạc, lộ trình sau đó cũng trở nên náo nhiệt. Cũng không, trốn ra mấy canh giờ, mọi người liền bị một đám dị thú hai đầu cánh rơi bao vây. Cam Nhược Vân vừa định tổ chức mọi người nghênh địch, trước mắt đột nhiên hiện lên một mảnh ánh lửa. Chỉ thấy một vòng diễm ti màu vàng đỏ kích động trên người Lạc Hồng, sau khi chạm vào mỗi một đầu dị thú đều lập tức bị đốt thành cho bụi. Chỉ trong nháy mắt, hơn 10 con dị thú hai đầu đột kích đều đã chết không còn một mảnh xương. Đây là thần thông gì vậy? Lãnh Ngọc Long rõ ràng cảm ứng được, trong những dị thú hai đầu kia, có mấy con khí tức không khác hắn là mấy, bây giờ lại bị giết dễ dàng như vậy. Điều này quả thực khiến hắn bị chấn động mạnh. Cam Nhược Vân ở bên cạnh nghe vậy không nói gì, dù sao nàng cũng không biết, cũng không dám hỏi. Nửa tháng sau,
mọi người đang phi độn trên một thảo nguyên, bỗng nhiên từng cột sáng màu vàng to như vạc nước từ phía dưới đánh úp tới. Nếu không phải tu sĩ ngân tộc đều tinh thông thuấn di độn thuật, một vòng đánh lén này ít nhất cũng phải giảm một nửa quân số. Sau khi lách mình tránh thoát, đám người lập tức nhìn lại mặt đất, chỉ thấy từng đầu hung thú khổng lồ thân hình to hơn 10 trượng, giống như giao long lại giống như núi nhỏ nằm sấp trên mặt đất. Khi đứng im bất động, khí tức hoàn toàn dung nhập vào trong thiên địa xung quanh, khiến người ta căn bản không thể phát hiện. Hơn nữa nhìn bộ dáng trên người chúng dính đầy đất đá, hiển nhiên là cách đây không lâu chui từ dưới đất lên. Lạc tiền bối, đám hung thú này thực lực mạnh mẽ, không thể lực. Ách! Thấy đám hung thú này di chuyển chậm chạp trên mặt đất, Cam Nhược Vân lúc này muốn dựa vào độn tốc thoát khỏi chúng nó, không muốn đấu pháp. Nhưng mà, nàng còn chưa nói hết, một quỷ thủ thiêu đốt hắc viêm đã che khuất bầu trời đè ép xuống. Lập tức, trên người những hung thú khổng lồ này đều dấy lên hắc viêm, từng cỗ khói lớn bị đốt cháy ra. Yên tâm, không tốn bao lâu đâu. Tinh khí pháp lực của những hung thú trên mặt đất này đều có chút hùng hồn, chính là thức ăn tuyệt hảo của U Minh Động Thiên, hơn nữa lại chủ động đụng phải, Lạc Hồng tất nhiên sẽ không bỏ qua. Qua hơn nửa canh giờ, sau khi lưu lại một mảng lớn đại địa không hề có sinh cơ, 9 người Lạc Hồng lại lần nữa bước lên đường. 3 tháng sau, khi nhìn thấy mặt đất phía trước bắt đầu lóe lên từng mảng lớn tia sáng bạc, giống như một biển lớn ngân huy, Cam Nhược Vân lúc này cung kính hướng Lạc Hồng cực kỳ chắp tay nói, Lạc tiền bối, chúng ta đã tới, phía trước chính là không ngân hải rồi. Lạc Hồng nghe vậy lập tức dừng độn quang lại, đưa mắt nhìn kỹ một phen, mới gật đầu cảm thán nói, luồng sáng bạc trên mặt đất chắc đều là phản quang của giáp lưng ngân triều trùng, nếu chúng nó đều bay vút lên, vậy thì đúng là một vùng biển bạc rỗng. Đi thôi, đừng nhìn nữa, chúng ta qua đó đi. Thời điểm Lạc Hồng nhìn ra xa, bọn người Lãnh Ngọc Long lẳng lặng chờ ở một bên, thật giống như Lạc Hồng đã thay thế Cam Nhược Vân, trở thành người nói chuyện của bọn họ. Tuy nói cái này nghe có chút hoang đường, nhưng sự thật trước mắt chính là như thế, Lạc Hồng trên đường đi biểu hiện mạnh mẽ, đã triệt để khuất phục mọi người. Nhưng ngay lúc tất cả mọi người một lần nữa độn quang, Lạc Hồng lại khẽ ồ lên một tiếng, nhíu mày lấy từ trong ngực ra một tấm vạn lý phủ. Sao tên bạch chỉ này lại liên hệ với ta ngay bây giờ, chẳng lẽ là gặp phải phiền phức gì? Một bên chuyển động ý niệm trong đầu, Lạc Hồng một bên nhìn về phía văn tự hiện lên trên vạn lý phủ. Bạch Miểu vẫn lạc, giác si tộc, huyền thiên thánh khí, báo thủ. Một lần vạn lý phủ có thể truyền lại văn tự có hạn, tu sĩ bên kia hiển nhiên là muốn để Lạc Hồng coi trọng, mới tinh luyện tin tức như vậy. Ngươi là người phương nào? Bạch chỉ chết như thế nào? Lạc Hồng vừa nghĩ thầm ba người này làm sao gặp được giác si tộc, vừa truyền tin đi. Ta là Thẩm Đồng, Bạch huynh muốn dùng nhân tình này trao đổi đại sư báo thủ cho hắn. Thẩm Đồng, trong đầu Lạc Hồng lập tức hiện ra một thân ảnh dị tộc mập lùn. Các ngươi làm sao chọc vào giác si tộc? Lạc Hồng dừng một chút rồi hỏi. Còn đối phương lại lập tức truyền đến 4 chữ, địa mạch cự linh. Chương 1258, Quảng Hàn giới, cho nhân tộc. Thấy 4 chữ này, Lạc Hồng lập tức liếc mắt nhìn về phía huynh đệ địch thị cách đó không xa. Dù sao, trong sách cổ ghi lại, địa linh tộc cũng là bởi vì luyện chế đại quy mô địa mạch cự linh mới rước lấy họa diệt tộc. Nhưng mà, trong sách cổ nói rõ ràng là địa linh tộc luyện chế ra địa mạch cự linh ở trên Lôi Minh đại lục, nhưng bây giờ vật này lại xuất hiện ở Quảng Hàn giới, điều này không khỏi quá mức mâu thuẫn. Trực giác nói cho Lạc Hồng biết, nơi này chắc chắn có mờ ám. Lúc này, Lạc Hồng liền nhẫn nại, mượn nhờ vạn lý phù hỏi thăm Thẩm Đồng chuyện đã xảy ra. Đồng thời, hắn cũng được đám người Cam Nhược Vân dẫn dắt, tiến vào biển bạc. Tuy rằng phí một phen công phu, nhưng sau gần nửa canh giờ, Lạc Hồng từ trong Trầm Đồng đưa tin, biết được bọn họ gặp gỡ. Thì ra, sau khi cùng hắn ở Bát Hung Hải tách ra, ba người này liền kết bạn đi một tòa di tích bí ẩn ở Duyên Hải. Nhưng không ngờ trong quá trình thăm dò, kích phát cấm chế truyền tống trong di tích, bị một hơi truyền tống đến một mảnh tiên vụ cấm chế sâu trong nội địa. Sau khi mượn linh mục thần thông, nhìn thấy mảng lớn di tích trong tiên vụ, ba người lúc này vui mừng quá đỗi, cho rằng mình đã gặp được cơ duyên. Nhưng vào lúc này, một đám tu sĩ giác si tộc chạy ra, trực tiếp diệt sát tu sĩ họ Tần kia không nói, còn bắt lấy Thẩm Đồng cùng Bạch Chỉ. Sau đó, hai người sống sót liền bị tu sĩ giác si tộc dẫn vào trong tiên vụ, cũng thấy nam tử sừng đen cầm đầu dùng huyền thiên thánh khí,
thức tỉnh địa mạch cự linh. Cự linh pháp lệnh, giác khuyết thượng sứ, mê thiên trung. Việc này hơn phân nửa là có liên quan đến đại kế giác si tộc trên không trung lúc trước. Sau khi biết được tình huống cụ thể, Lạc Hồng nhất thời âm thầm suy tư. Theo hắn biết, giác si tộc lần này mở ra ở Nghiễm Hàn giới là âm thầm chấp hành một kế hoạch lớn, là cần 5 đội tộc nhân chung sức hợp tác. Hơn nữa phải mượn huyền thiên thánh khí mới có hy vọng hoàn thành. Hơn nữa theo như lời chính miệng tu sĩ đại thừa giác si tộc, một khi kế hoạch này thành công, giác si tộc liền có thể nghênh đón một lần hưng thịnh. Bất quá bởi vì việc này cùng Hàn lão ma không có quan hệ gì, cụ thể giác si tộc đang thi hành kế hoạch gì, Lạc Hồng ban đầu cũng không biết. Nhưng hiện tại từ tình báo do Thẩm Đồng cung cấp, thứ những tu sĩ giác si tộc này cầu ở trong Quảng Hàn giới, chính là ở 5 nơi khác nhau, đánh thức địa mạch cự linh, từ đó thu được 5 tấm cự linh pháp lệnh đối ứng. Nhưng làm như vậy có ý nghĩa gì? Địa mạch cự linh mặc dù cường đại, sau khi hoàn toàn thức tỉnh thực lực có thể so với đại thừa, nhưng nó dùng địa mạch tiết điểm to lớn, phối hợp bí thuật địa linh tộc, cùng với đại lượng linh tài luyện chế thành, căn bản không có khả năng mang ra khỏi Quảng Hàn giới. Mà nếu như chỉ đạt được 5 khu vực an toàn tương tự như không ngân hải của ngân tộc, tuy nói cũng có giá trị, nhưng lấy thể lượng của giác si tộc mà nói, hoàn toàn không đạt được trình độ rầm rộ. Nghĩ đến đây, Lạc Hồng không khỏi cau mày, hắn nhạy cảm thấy giác si tộc khẳng định còn có mưu đồ lớn hơn. Lạc tiền bối, chúng ta đã đến, phía trước chính là Trần Ngân Địa Tuyền. Lúc này, thanh âm của Cam Nhược Vân đã đánh thức Lạc Hồng từ trong trầm tư. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên mặt đất trụi lùi, bất quy tắc phân bố rất nhiều nham thạch lớn nhỏ không đồng nhất phun ra miệng. Những nham thạch này phun ra từng cái tần suất khác nhau, phun ra từng cỗ khói bụi màu bạc sáng như hơi nước. Đông đảo bụi mù tụ tập trên không trung, khiến cho phía trên toàn bộ địa tuyền đều là một mảnh mờ mịt. Đồng thời, Lạc Hồng còn thấy được rất nhiều ấu trùng ngân triều trùng ở đây phun ra nuốt vào sương mù, hiển nhiên nơi đây có thể trở thành sao huyệt lớn nhất của ngân triều trùng tuyệt không phải ngẫu nhiên. Không gian chi lực thật ôn hòa, Lạc Mỗ trước đây chưa từng thấy qua. Thoáng cảm ứng, Lạc Hồng liền hiểu nơi này có thể mang đến bao nhiêu lợi ích cho tu sĩ tu luyện thần thông không gian. Phải biết rằng, dưới tình huống bình thường, lực lượng không gian chính là phân hóa cấp 2, hoặc là gần như không thể cảm giác được, hoặc là hoạt động một chút là bị thương. Giống như sương mù màu bạc này, vừa có thể dễ dàng cảm giác, lại có thể để cho người tu tiên tùy ý tiếp xúc không gian chi lực, Lạc Hồng trước đây là chưa từng nghe thấy. Linh vụ này có lẽ có thể giúp ta dung hợp phá thiên tàn thương. Vừa mới hiểu rõ được vật tính của sương mù màu bạc, trong nguyên thần của Lạc Hồng không khỏi hiện lên ý nghĩ này. Sau khi ngoài ý muốn luyện chế ra tiểu hắc cầu, Lạc Hồng liền chế định nguyên thần luyện hóa trúc, long kim diễm, thân thể dung hợp phá thiên tàn thương, khiến cho bản thân nắm giữ trụ cột thời gian cùng không gian pháp tắc, tiến hành khống chế lộ tuyến tu luyện của tiểu hắc cầu. Bởi vì quan hệ đến thái sơ luyện thần đại pháp, nguyên thần đối với việc luyện hóa trúc long kim diễm sớm đã đi vào quỹ đạo. Lạc Hồng đoán chừng chỉ cần cường độ nguyên thần của mình có thể bễ nghễ tu sĩ đại thừa, liền có thể triệt để luyện hóa. Nhưng phá thiên tàn thương dung hợp với nhục thân vẫn trì trệ không tiến. Lạc Hồng ở phương diện này gặp phải vấn đề hoàn toàn khác với người trước, đó chính là thân thể kém xa nguyên thần thuần túy. Cùng trúc long kim diễm khác nhau, Ngân Tiên Tử mặc dù đối với ngân tộc một mực nhớ mãi không quên, nhưng nàng cũng chỉ là đang nhớ một phần tình cũ, thực tế cũng không có từ bên người Lạc Hồng rời đi, triệt để trở về ngân tộc ý tứ. Dù sao, Ngân Tiên Tử nói cho cùng cũng chỉ là phá thiên thương khí linh, mà cũng không phải là tu sĩ ngân tộc chân chính. Nỗi đau tâm suy nhược đối với ngân tộc, phần nhiều là bởi vì năm đó ngân tộc có thể trở thành đại tộc, có tâm huyết của nàng và chủ nhân trước kia. Cho nên, Ngân Tiên Tử nguyện ý phối hợp Lạc Hồng tu luyện, bên nàng cũng không có vấn đề gì. Vấn đề hiện tại là thân thể nhân tộc bao hàm ngũ hành, khí huyết ở bên trong rất nhiều pháp tắc chi lực khiến cho bọn họ dù vẫn còn đang ở dưới không gian pháp tắc lệ thuộc, nhưng bởi vì quá mức lộn xộn, không cách nào phối hợp cùng huyền thiên linh bảo có thuộc tính không gian. Lạc Hồng vốn là muốn sau khi chữa trị phá thiên thương, dùng nó chậm rãi tẩy luyện thân thể, chờ sau khi điều kiện phụ họa dung hợp, lại dùng bí thuật trong bách mạch luyện bảo quyết, đạt thành dung hợp cuối cùng. Nhưng sự xuất hiện của bụi mù màu bạc trước mắt lại khiến hắn thấy được khả năng đi đường tắt. Vốn là Lạc Hồng tới đây đi ngang qua sân khấu, không để cho đám người Cam Nhược Vân sinh nghi, lúc này cảm nhận được cái gì gọi là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng với tâm tính của Lạc Hồng, chỉ là một loại khả năng,
còn chưa đủ để khiến hắn vui mừng ra mặt, hơn nữa hắn cũng không có thời gian chậm rãi tu luyện ở đây. Vì vậy, sau khi hắn cảm thán xong, liền rất nhanh chuyển hướng về phía Cam Nhược Vân nói, nơi này đối với tu sĩ ngân tộc chúng ta mà nói quả thật là một bảo địa, nhưng đối với hai vị đạo hữu địa linh tộc mà nói, có thể không có ý nghĩa gì chứ. Ha ha, quả nhiên là không thể gạt được Lạc tiền bối, không sai, địch đạo hữu bọn họ đích thật là người của địa linh tộc. Tuy hai người bọn họ tới đây cùng chúng ta, đúng là có chút lãng phí cơ duyên lần này tiến vào Nghiễm Hàn giới, nhưng Húc Nhật Hỏa Tinh liên quan trọng đại, không thể có nửa phần sai lầm, cho nên cũng chỉ có thể ủy khuất bọn họ. Sau khi trải qua mấy ngày tiếp xúc, Cam Nhược Vân rõ ràng lại tín nhiệm Lạc Hồng rất nhiều, lập tức không chút kiêng kỵ thừa nhận thân phận huynh đệ địch thị. Lạc Mỗ mặc dù vẫn lưu lạc ở bên ngoài, nhưng cũng biết địa linh tộc sớm đã diệt tộc, nhưng vì sao trong đội ngũ của Cam tiên tử, thoáng cái lại xuất hiện hai vị địa linh tộc? Lạc Hồng lộ vẻ tò mò hỏi. Lạc tiền bối có chỗ không biết, tộc ta kỳ thật ở thời kỳ thượng cổ chính là minh hữu của địa linh tộc, cho nên lúc địa linh tộc diệt tộc, cứu trợ một bộ phận tộc nhân của bọn họ. Chờ ngày sau tiền bối đi động thiên truyền thừa của tộc ta, thậm chí còn có thể gặp được thánh giai trưởng lão của địa linh tộc. Cam Nhược Vân nói thánh giai tu sĩ tại Lôi Minh đại lục này đã coi như là bí mật nửa công khai. Nhưng bởi vì số lượng người của địa linh tộc hiện có không nhiều lắm, ngân tộc che chở bọn họ cũng nửa chết nửa sống, không thể nào có thành tựu. Cho nên, năm đó những chủng tộc đối địch của địa linh tộc kia mới một mực làm bộ như không biết, lười đi phế đi cái kia, đuổi tận giết tuyệt. Thì ra là thế, Lạc Mỗ đối với khôi lỗi thuật cũng có nghiên cứu, đến lúc đó nhất định phải hảo hảo trao đổi một phen. Lạc Hồng ra vẻ giật mình gật gật đầu, sau đó chuyển ánh mắt nhìn về phía địch thị huynh đệ ở bên cạnh, chắp tay nói, địch đạo hữu. Lạc Mỗ nghe nói quý tộc năm đó là bởi vì luyện chế địa mạch cự linh mới chọc cho nhiều người tức giận, nhưng không biết địa mạch cự linh này đến tột cùng có thần thông gì. Có lẽ là bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, huynh đệ địch thị càng là thời điểm chưa trải qua huy hoàng của địa linh tộc. Thế cho nên khi bọn họ nghe được Lạc Hồng nói đến nguyên do địa linh tộc bị diệt tộc, vẻ mặt lại không có một tia xúc động. Lập tức, địch Hưng chỉ nhàn nhạt đáp, thượng cổ bí mật trong tộc chỉ có mấy vị trưởng lão biết được, huynh đệ chúng ta biết kỳ thật cũng không nhiều hơn Lạc tiền bối. Về phần địa mạch cự linh, đích thật là thành tựu kiêu ngạo nhất của tộc ta. Mượn địa mạch tiết điểm lực, đem một phương thiên địa luyện có thể tùy ý điều khiển khôi lỗi cường đại. Cũng có thể mượn nhờ mạng lưới địa mạch, ở trong phạm vi cực lớn hô phong hoán vũ, điều động thiên địa nguyên khí phục vụ cho một tộc. Chỉ tiếc, thời thượng cổ tộc ta cũng không lớn, trong tộc chỉ có 3 chỗ tiết điểm địa mạch to lớn, cuối cùng luyện thành cũng chỉ có 2 chỗ. Nếu không phải luyện thành địa mạch cự linh quá ít, tộc ta há có thể diệt tộc. Dù sao địa mạch cự linh mặc dù bị quản chế ở địa mạch tiết điểm không cách nào di động, khiến cho nó không thiện công phạt. Nhưng trong phạm vi địa mạch mạng lưới, đại quân tộc ta có thể đạt được tăng phúc thật lớn, cố thủ có thể nói là kiên cố không thể phá vỡ. Nếu dựa theo ý tưởng hoàn mỹ nhất của những tiền bối trong sách cổ, tộc ta chỉ cần đem địa mạch cự linh phủ kín linh giới, thậm chí có thể thu được lực lượng phản hướng ảnh hưởng thiên đạo linh giới. Có lẽ chính vì kiêng kỵ các tộc xung quanh ở điểm này, năm đó tộc ta mới bị vây công. Hay, thật, là thành cũng địa mạch cự linh, bại cũng địa mạch cự linh. Địch Đức ở bên cạnh có chút tức giận bất bình, nhưng nói xong lời cuối cùng cũng không khỏi thở dài. Ồ, thì ra số lượng địa mạch cự linh đủ nhiều mà nói, có thể ảnh hưởng thiên đạo một giới. Lạc Mỗ hiểu rồi. Nghe đến đó, trong mắt Lạc Hồng lập tức hiện lên vài đạo quang mang khác thường, hắn liền giống như thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Để cho đám người Cam Nhược Vân không cần để ý tới hắn, tự mình đi phụ cận tìm địa phương bế quan tu luyện. Không phải, Lạc tiểu tử ngươi hiểu cái gì? Bổn tiên tử như thế nào không hiểu được? Đám người Cam Nhược Vân vừa đi, thân ảnh ngân tiên tử nhỏ nhắn đã thoáng hiện đến trước người Lạc Hồng, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Ha ha, không thể không nói, quý tộc cùng địa linh tộc năm đó quả thực là đánh một ván cờ lớn. Nếu không phải Giác Si tộc trực tiếp dùng bạo lực phá cục, hiện giờ Lôi Minh đại lục rất có thể chính là cục diện chân vạc ba chân. Lạc Hồng vừa cảm thán, vừa dùng thần niệm thôi động ngân triều lệnh, khiến cho một đám ấu trùng ngân triều xung quanh bay lên. Có ý gì? Ngươi nói là năm đó ngân tộc cũng có phần. Ngân tiên tử nghe vậy lại càng mơ hồ. Không sai, liên minh giữa các tộc tuyệt đối là lấy lợi ích làm đầu. Năm đó ngân tộc dựa vào những ngân triều trùng này ở trong Quảng Hàn giới nắm giữ vũ lực đủ đánh lui hung thú hợp thể.
Địa linh tộc nếu muốn dùng phương pháp địa mạch cự linh khống chế nhiễm hàn giới, nhất định phải có được sự ủng hộ của ngân tộc. Mà ngân tộc cũng tuyệt đối cự tuyệt không được cùng địa linh tộc cộng hưởng nhiễm hàn giới hấp dẫn, lợi ích như thế nhất trí, cuối cùng mới đạt thành liên minh chặt chẽ như hai tộc đằng sau. Lạc Hồng dường như có thể tưởng tượng được hùng tâm tráng trí của hai tộc năm đó, lập tức ánh mắt sáng quắc, đè nén kích động nói. Trưởng khống quảng hàn giới. Trời ạ, không hổ là hậu bối của bổn tiên tử, lá gan đúng là lớn. Lạc Hồng nói rõ ràng như vậy, ngân tiên tử cũng hiểu được tiền căn hậu quả, lúc này không khỏi bội phục nói. Thiên đạo chính là duy trì quy tắc vận hành của một giới tập hợp, cho nên khi hoàn cảnh của một giới phát hiện biến đổi lớn, quy tắc của nó cũng sẽ phát sinh thay đổi tương ứng. Ví dụ như, nếu như nhân giới bị ma khí hoàn toàn ô nhiễm, thiên đạo của nhân giới sẽ dần dần ma hóa, cuối cùng khiến cho nhân giới triệt để biến thành một phương ma thổ. Phương thức luyện chế địa mạch cự linh của địa linh tộc tuy rằng ôn hòa chậm chạp hơn rất nhiều, nhưng trên bản chất vẫn giống như ma khí. Thông qua cải biến hoàn cảnh chỉnh thể của một giới, đảo ngược mà ảnh hưởng thiên đạo, khiến cho tu sĩ điều khiển những địa mạch cự linh này sinh ra quy tắc muốn có. Đương nhiên, muốn ở linh giới rộng lớn như vậy, vận dụng phương pháp này để điều khiển thiên đạo, chỉ có thể nói là trên lý luận có thể thực hiện. Trên thực tế, khi độ phức tạp của hệ thống tăng lên, cũng chính là sau khi số lượng địa mạch cự, linh nhiều lên, sẽ xuất hiện một loạt vấn đề. Hơn nữa, những tộc đàn còn lại cũng không phải không phát hiện được nguy cơ người chết, nhất định sẽ kịch liệt phản kháng. Cho nên năm đó, tu sĩ đại thừa của địa linh tộc tự nhiên nhìn chằm chằm vào quảng hàn giới có diện tích không tính là lớn, nhưng giá trị lại cực cao. Vì vậy, địa linh tộc một mặt gióng trống khua chiêng luyện chế địa mạch cự linh ở bản thổ, che giấu đi rất nhiều hành động thu thập linh tài cần thiết, mặt khác tìm được sự hợp tác của ngân tộc. Nếu như tất cả đều thuận lợi, tu sĩ tinh anh của hai tộc có thể ở trong quảng hàn giới, hưởng thụ hoàn cảnh linh khí của chân tiên giới. Yên lặng phát triển vạn năm như thế, thực lực hai tộc chắc chắn nghênh đón một vòng tăng vọt, cũng chính là cái gọi là đại hưng. Nhưng Giác Si tộc không biết làm sao phát hiện mưu đồ của hai tộc, trực tiếp loạn quyền đánh tới, chẳng những diệt địa linh tộc chủ mưu, ngay cả ngân tộc hợp tác cũng bị đánh cho tàn phế. Nhưng hiển nhiên, kế hoạch năm đó của hai tộc đã thực hiện đến bước cuối cùng, cũng chờ địa mạch cự linh ấp trứng. Theo lẽ thường, địa mạch cự linh căn cứ vào quy mô của địa mạch tiết điểm, sau khi luyện chế thành công cần ít nhất 3 vạn năm để ấp trứng. Bất quá hôm nay Lôi Minh Đại Lục ngay cả tu sĩ biết địa linh tộc cũng đã ít đến thương cảm, đoạn thời gian ấp trứng này sớm đã vượt qua. Kết quả là, Giác Si tộc liền dự định nhặt được thứ sẵn có, cũng chính là hoàn thành chuyện mà địa linh tộc chưa làm được. Hoàn toàn khống chế nhiễm hàn giới. Không thể không nói, đây đích thật là siêu cấp đại tộc như Giác Si tộc, đều phải xưng là cơ duyên của Đại Hưng, bất quá. Lạc Hồng đột nhiên dừng lại, hai mắt híp lại sau khi dùng vạn lý phù truyền ra một đạo tin tức, mới trầm giọng nói, quảng hàn giới này nên là đoạt cho nhân tộc ta. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1259, rời núi rời trận. Lạc Mỗ đã thiếu nợ nhân tình của Bạch đạo hữu, liền nhất định sẽ trả. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Thẩm Đồng đang chữa thương trong một tòa thạch động vô danh, sau khi nhìn thấy chữ viết xuất hiện trên vạn lý phù trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thán một câu, Lạc đại sư cao thượng. Ngay sau đó, hắn liền báo vị trí của mình cho Bạch Hỗn, cũng nói thẳng mình có bí thuật huyết cấm của Thiên Vân tộc, có thể truy tung dấu vết mà Bạch Cập lưu lại lúc tự bạo. Rất tốt. Lạc Mỗ chắc chắn sẽ khiến những tu sĩ Giác Huyên kia nợ máu trả bằng máu, tế Bạch đạo hữu trên trời có linh thiêng. Ngươi bị thương, ngay tại vị trí hiện tại không nên đi lại, Lạc Mỗ sẽ mau chóng chạy tới tìm ngươi. Thẩm Đồng nghe thấy thế càng thêm cảm động, vội vàng đáp lại, Lạc đại sư không cần khinh thường, trong tay đối phương có huyền thiên thánh khí. Ta tự có chừng mực. Lật tay một cái, Lạc Hồng liền thu vạn lý phù vào trong ngực, lập, tức phi độn lên. Đi tới phía trên địa tuyền Trần Ngân. Cướp đi quảng hàn giới tất nhiên là quan trọng, nhưng tu luyện đại đạo của bản thân cũng không thể bỏ qua. Tuy nói Lạc Hồng không có thời gian ở đây tu luyện, nhưng cũng không phải không có biện pháp mang toàn bộ đi. Cùng loại cấm chế do húc nhật sa mạc tạo nên bất đồng, thiên địa tự nhiên sinh ra các loại bảo địa, kỳ thật có thể chia làm hai loại lớn. Loại thứ nhất là phụ cận mỏ linh tài khoáng mạch, đại lượng linh tài cùng loại phát huy, thường xuyên dẫn đến hoàn cảnh linh khí dị thường.
mà loại thứ hai thì tương đối khó được, đó chính là Trọng Sơn Đại Hà trong thiên địa trùng hợp hợp thành một tòa đại trận. Giống như người tu tiên thông qua pháp lực lưu động trong kinh mạch để thi pháp, thiên địa nguyên khí ở dọc theo núi xuôi sông lưu chuyển. Nếu vừa vặn ám hợp quy luật nào đó, sẽ diễn biến thành pháp thuật siêu đại quy mô, uy lực tuyệt cường. Uy lực của thiên địa không phải người có thể với tới. Nguyên nhân chính là như vậy, trong man hoang mới thường có thiên tai như mưa lửa, kim phong. Nhưng trong một số rất ít tình huống, nguyên nhân tương tự lại sẽ dẫn đến kết quả hữu ích. Đây chính là bảo địa loại thứ hai. Lạc Hồng đã dùng thần thức điều tra qua, phía dưới tòa địa tuyền Trần Ngân này cũng không tồn tại đồ vật cùng loại mạch khoáng, cho nên tất nhiên là loại bảo địa thứ hai. Cho nên, sau khi phi độn đến trời cao, Lạc Hồng lúc này một bên dùng yêu mục thạch hóa, yêu mục quan sát lấy Trần Ngân địa tuyền làm trung tâm. Hoàn cảnh linh khí trong phương viên vạn dặm, một bên ở trong tay phải tế ra một khối trận bàn, đem số liệu đoạt được ghi chép lại. Nói trắng ra thủ đoạn này là chép miệng, chỉ cần tu vi đủ là được, không có hàm lượng kỹ thuật gì. Cũng chính vì như thế, Lạc Hồng ba ngày sau thành công khắc ra một khối trận bàn, sau khi giản lược lại một phen liền kiểm tra thực hư thiếu hụt của nó. Dù sao, trận này nếu không có thiếu sót gì, Ngân tộc đã sớm dùng thủ đoạn tương tự mang Trần Ngân địa tuyền đi. Suy diễn liên tiếp mấy canh giờ, trận bàn trong tay Lạc Hồng bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó hắn liền phun ra một ngụm chọc khí, lẩm bẩm. Thì ra là vấn đề linh khí, trận này chỉ có thể lấy nồng độ linh khí ở Nghiễm Hàn giới thúc dục mới có thể sản xuất ra những thứ Trần Ngân này. Đây đúng là một vấn đề rất lớn, nhưng mà... Lạc Hồng nói xong liền đột nhiên đánh ra vài đạo pháp quyết vào trận bàn, đối với nó tiến hành điều chỉnh một trình độ nhất định. Sau đó tiếp tục nói, có thể dùng cực phẩm linh thạch giải quyết vấn đề, vậy thì không thành vấn đề. Muốn dùng linh thạch cực phẩm đạt tới nồng độ linh khí của Nghiễm Hàn giới, tiêu hao như vậy chính là con số trên trời. Tác dụng của Trần Ngân địa tuyền đối với Ngân tộc không lớn không nhỏ, vừa vặn là một trạng thái lúng túng. Hơn nữa tinh anh trong tộc, đa số có thể tiến vào Quảng Hàn giới, hưởng thụ chỗ tốt nơi đây, Ngân tộc sau khi cân nhắc, chi phí, liền không có khuân Trần Ngân địa tuyền ra ngoài. Nhưng mà, phí tổn này đối với Lạc Hồng mà nói, lại hoàn toàn có thể tiếp nhận. Đem trận bàn thu lại, Lạc Hồng tại dùng linh thú trạc thu 10 vạn con ngân triều trùng, liền hướng Ngân Hải bỏ chạy. Hơn một tháng sau, ở bên ngoài một mảnh hoàng sa cấm chế, lấy kim giác thanh niên cầm đầu một đám tu sĩ giác si tộc, đang lấy tác phong bá đạo nhất quán, quần ẩu 6 tên hắc nho tộc xui xẻo. Đáng thương cho tu sĩ hắc nho tộc đều không giỏi độn thuật, cho dù liều mạng tạo thành một ít phiền toái cho đám người kim giác thanh niên. Nhưng đợi sau khi tác dụng phụ của bí thuật hiện ra, bọn họ sẽ nhanh chóng ngã xuống. Thật sự là huyết mạch dơ bẩn, sớm muộn cũng có một ngày, tộc ta sẽ đem những tiểu tộc trên Lôi Minh đại lục này toàn bộ diệt sạch. Mặt mũi tràn đầy chán ghét đem linh bảo vết máu ném bay ra, kim giác thanh niên lúc này một tay giơ lên, hướng đỉnh đầu tế ra một cái bát đen thui. Chỉ thấy nó vừa xuất bát liền lơ lửng giữa không trung, chuyển động quay tròn không ngừng. Lập tức, 10 ngón tay liên tục bấm niệm, đánh ra từng đạo pháp quyết màu sắc khác nhau về phía thanh niên kim giác. Viên bát đen thui lập tức phát ra một tiếng kêu dài, sau đó linh quang mặt ngoài cuồng phóng. Trong nháy mắt, bát này liền bành trướng lên đến hơn 10 trượng, giống như một tòa nhà đang lơ lửng. Ở kim giác thanh niên vừa ra lệnh, viên bát đen nhánh lập tức bay vọt lên, ngay sau đó liền có một luồng hắc khí đen như mực từ đó tuôn ra. Trong khoảnh khắc, trên bầu trời xuất hiện một màn đêm, bao phủ một khu vực lớn vào bên trong. Chư vị, theo ta phá cấm. Thấy hiệu quả của linh bảo không tệ, thanh niên kim giác đầu tiên là thỏa mãn gật gật đầu, sau đó liền gọi mọi người, dẫn đầu phóng tới cát vàng đầy trời. Bán thượng sứ đất thục, trước mắt 4 đội nhân mã khác đều không có tin tức truyền đến, chắc hẳn lần này chúng ta có thể rút được hạng nhất. Trong khi phi độn, một nữ tu giác tranh dài vài tấc, mặc quần áo màu bạc, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, đầu mọc một cái sừng ngắn màu trắng dài chừng vài tấc, ăn mừng nói trước. Ha ha, Bạch Quả nói không sai, thượng sứ đại nhân lúc này nhất định có thể lộ mặt ở trước mặt hai vị lão tổ. Một vị nam tử toàn thân vảy đen, đầu sinh một đôi sừng châu đỏ, diện mạo dũng mãnh giác ngoa lúc này cũng phụ họa nói. Hai người các ngươi đừng có lười biếng, đại sự chưa thành, há có thể tùy ý đàm tiếu. Nhưng mà, thanh niên kim giác lại giống như không cảm kích, lập tức khuôn mặt nghiêm túc quát hai người một câu. Nhưng sau khi bầu không khí khẩn trương một lát, sắc mặt hắn đột nhiên hòa hoãn, thản nhiên nói,
lần này các ngươi cũng có khổ lao, chờ sau khi trở về, Thục Mỗ tự sẽ thỉnh công cho các ngươi. Nghe lời ấy, hai mắt Bạch Quả cùng nam tử vảy đen lập tức sáng lên, đi theo thanh niên sừng vàng đâm đầu vào trong cát vàng. Mà bọn họ không biết là, ngay bên ngoài mấy vạn dặm, Liễu Thủy Nhi mượn một loại dị bảo tên là ảnh tinh, cùng Hàn Lập, nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng bọn họ diệt sát 6 người Hắc Nho tộc. Sau khi hai người thương nghị một phen, quyết định không đi trêu chọc đối phương, dù sao di tích tiên phủ này chiếm diện tích cực lớn, mục tiêu của bọn họ rõ ràng không giống với những tu sĩ giác si tộc này. Vì thế sau khi lưu lại một ít thủ đoạn giám thị, hai người liền độn khỏi nơi đây. Nhưng không lâu sau khi bọn họ rời đi, thân ảnh Dư Nghê liền hiện ra ở hơn 10 trượng. Lúc này, trên mặt nàng tràn đầy vẻ chần chừ, ánh mắt một mực nhìn về hướng hai người Hàn Lập cùng kim giác thanh niên vừa mới biến mất, vừa đi vừa về. Không sai, nơi những giác si tộc kia biến mất, ngay trước đó La Thiên Bối dò xét được phương hướng của địa mạch cự linh. Xem ra minh hữu tốt này của tộc ta, lần này là muốn vứt bỏ Hải Vương tộc ta chơi đùa một mình. Sau khi xác nhận xong, Dương Ghê nghiêm mặt tự nói một phen, sau đó khóe miệng đột nhiên nhếch lên, cười khẽ nói, ha ha, như người tính không bằng trời tính, cơ duyên này cuối cùng vẫn sẽ bị Hải Vương tộc ta đoạt được. Nhưng nếu các ngươi đã đến đây, vậy thuận tiện thực hiện nghĩa vụ của đồng minh, báo thù cho đại huynh của ta đi. Dứt lời, Dương Nghê liền chạy về phía mảnh đất trời bị đêm che phủ. Chương 1260, ngươi kiên trì được mấy hơi thở. Trong bão cát, một đoàn quang hà màu trắng đường kính trăm trượng chậm rãi chuyển động, mặc cho cuồng phong gào thét, vẫn lù lù bất động. Hễ là bão cát đụng vào đều có đi không về, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc này, Hàn Lập rời ánh mắt khỏi thú cốt đầy đất, sắc mặt ngưng trọng nhìn Liễu Thủy Nhi nói, cấm chế nơi đây quả nhiên không tầm thường, Liễu tiên tử có biết ngọn nguồn gốc không? Theo gia sư phỏng đoán, cấm chế nơi đây chính là có thanh quang thái ất tiếng tăm lừng lẫy thời thượng cổ biến hóa thành. Cho nên mới cần ba người chúng ta mang nguyên tử thần quang khắc chế lẫn nhau, tới đây phá cấm. So với Hàn Lão Ma, Thải Lưu Anh rõ ràng tín nhiệm Liễu Thủy Nhi nhiều hơn, cơ bản đều nói cho nàng biết tất cả những gì biết. Thái ất thanh quang. Nhưng làm Liễu Thủy Nhi ngoài ý muốn chính là, sau khi biết được lai lịch của cấm chế nơi đây, nguyên bản vẻ mặt Hàn Lập thong dong lại không khỏi hô nhỏ một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ kinh hỉ. Sao vậy? Hàn huynh có vấn đề gì sao? Liễu Thủy Nhi lúc này có chút tò mò nói. Không có, Hàn mỗ chỉ là không ngờ tới, chuyến này lại may mắn có thể kiến thức được thượng cổ thần thông có danh xưng hư nhận mà thôi, có chút muốn mau chóng lĩnh giáo một phen. Lúc này Hàn Lập khôi phục thần thái ban đầu, ra vẻ thoải mái nói. Nhưng kỳ thật, giờ phút này trong lòng hắn đã vui như nở hoa, thầm nghĩ cơ duyên của mình đã đến. Lúc trước uống rượu, Lạc Hồng từng cùng hắn trao đổi qua với Huyền Thiên luyện khí thuật, trong đó liền nhấn mạnh tới chí bảo nguyên hợp ngũ cực sơn có thể làm suy yếu lôi kiếp trên phạm vi lớn. Bảo vật này cần dùng 5 tòa kỳ quang thần sơn cộng đồng luyện chế, nguyên tử thần sơn trong tay hắn chính là 1, Thái ất thanh quang chính là 2 cái. Hơn nữa Thái ất thanh quang không cách nào hậu thiên tu luyện thành, cho nên cấm chế nơi đây là mượn nhờ một loại kỳ vật nào đó ẩn chứa quang này. Nếu ta có thể lấy được kỳ vật này từ trong cấm chế, rất có thể luyện chế Thái ất thanh sơn. Thậm chí, nếu như ngày sau còn có cơ duyên, nguyên hợp ngũ cực sơn cũng không phải là không thể tưởng tượng. Thiên kiếp đối với tu sĩ linh giới mà nói quá mức trọng yếu, điều này không phải do Hàn Lập không để ý. Sau đó, hai người tự mình ra tay thăm dò bạch sắc quang hà một phen, rất nhanh xác nhận trình độ khó giải quyết của nó. Vì vậy, hai người cũng không lãng phí khí lực nữa, kiên nhẫn chờ đợi lúc trước bởi vì bị đàn ngân triều trùng đuổi theo nên Thạch Côn đã chạy đến. Mà đợi một lần này, lại qua nửa tháng, kết quả cuối cùng vẫn là một Thạch Côn bị thương không nhẹ. Không thể, bọn người Hàn Lập chỉ có thể trì hoãn thêm 5-6 ngày phá cấm, trước tiên để cho thương thế Thạch Côn dưỡng thương thất thất bát bát. Kể thật, gần đây có thể đổi nguồn đổi, đọc nhiều âm sắc, số bắp táo nhác mỡ heo cũng được. Làm phiền nhị vị đạo hữu chờ lâu, Thạch Mỗ không có vấn đề gì. Một ngày này, Thạch Côn đột nhiên phá quan mà ra, chỉ nói một tiếng, Hàn Lập và Liễu Thủy Nhi đã sớm chuẩn bị xong, liền lập tức dẫn hắn đi tới phụ cận hào quang màu trắng kia. Thạch huynh, ngoài mấy vạn dặm còn có một đội tu sĩ giác si tộc, cho nên lúc chúng ta phá cấm chế nhất định phải có chỗ che lấp. Dứt lời, Liễu Thủy Nhi vỗ vòng chữ vật,
lấy ra một cái ô nhỏ ngũ sắc lưu chuyển, diễm lệ dị thường. Chỉ thấy ngũ quang khẽ động, Liễu Thủy Nhi liền đem tán này tế lên không trung. Lúc này cái ô này chuyển động, sau vài cái chớp động mặt ngoài, liền đột nhiên hóa thành một mảng lớn ngũ sắc hào quang, bao phủ phương viên hơn 10 dặm vào bên trong. Mà theo sự xuất hiện của phần đông phù văn trong hào quang, toàn bộ màn sáng liền biến mất trong không trung. Nhưng khi thần thức Hàn Lập dò xét qua, trong nháy mắt bị bắn ngược về, không cách nào duỗi thân mảy may. Bình thường, dùng cấm chế phong bế nơi đây lại là đã đủ. Nhưng Liễu Thủy Nhi lập tức không có nửa điểm dừng tay, lật tay một cái, lại lấy ra mười mấy cán trận kỳ kim quang chói mắt. Sau khi nàng bấm niệm pháp quyết xong, những trận kỳ này lập tức hóa thành hơn 10 cột sáng màu vàng, bay vụt về bốn phương tám hướng. Theo một vầng sáng màu vàng lóe lên trên đỉnh đầu ba người, một tòa đại trận đã bày xong. Tỷ không tán vừa rồi chính là Chí Bảo gia sư chuẩn bị cho chúng ta phá cấm chế, mà bộ trận kỳ kia tạo thành kim đô cấm linh trận, cũng là đại trận phòng ngự thuần túy do gia sư luyện chế. Cho dù là thánh giai sơ kỳ công kích trận này cũng có thể ngăn cản nhất thời nửa khắc. Sau khi bố trí xong xuôi, Liễu Thủy Nhi mới an tâm giải thích cho Thạch Côn và Hàn Lập. Xem ra lần này thải tiền bối chuẩn bị chu toàn cho chúng ta, đã như vậy, Thạch Mỗ lại thêm bảo hiểm. Thạch Côn thấy thế cũng thỏa mãn gật đầu nhẹ, dứt lời liền há miệng phun ra hơn 10 đoàn hôi quang. Trong mỗi đoàn hôi quang đều có một cái vòng tròn màu xám, tổng cộng có 13 cái, lập tức bị Thạch Côn chỉ một cái, liền chui vào trong đại trận. Âm phách tử mẫu hoàn, có chí bảo này của đoạn tiền bối, kẻ xông vào cho dù có tu vi thánh giai, chỉ sợ cũng phải chịu thiệt thòi lớn. Sau khi liếc mắt nhận ra vòng này, Liễu Thủy Nhi trước kinh ngạc sau vui mừng nói. Nhưng Hàn Lập bên cạnh giờ phút này nhìn chỗ âm phách chữ cái hoàn biến mất, trên mặt lại hiện lên một tia dị sắc. Hắc hắc, có những bố trí này là có thể bảo đảm không sơ hở tí nào, chúng ta mau ra tay đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Trên mặt Thạch Côn nở nụ cười nhưng trong lòng lại cảm thấy áp lực, chuyến này nếu thất bại, sư phụ Đoạn Thiên Nhận của hắn nhất định sẽ không tha cho hắn. Hàn Lập và Liễu Thủy Nhi nghe vậy không nói gì thêm, lập tức một người tế ra một ngọn núi nhỏ màu xám cho, người kia thì tế ra một cây phiên kỳ màu xám mờ mịt. Cùng lúc đó, tại một góc không người trong mảnh cát vàng này, một bóng người mặc trang phục màu đen, tay cầm một cái la bàn màu máu bỗng nhiên xuất hiện. Có ý tứ, nguyên bản Hải Vương tộc cùng Giác Si tộc trên không trung mục tiêu nhất chỉ sao. Hai đám người kia vậy mà tụ đến một chỗ. Nhưng cái này không nên a, huyền thiên thánh khí trong tay nữ tử Hải Vương tộc kia có thần thông tra xét rất mạnh. Nàng theo lý phải biết được sau khi đại loạn, địa mạch của toàn bộ Nghiễm Hàn giới đã di vị quy mô lớn mới đúng. Lập tức xuất hiện ở đây đương nhiên chính là Lạc Hồng, hơn nữa hắn cũng không phải là vừa tới, mà là đang âm thầm quan sát mấy ngày. Mấy ngày nay, la bàn huyết sắc trong tay hắn chỉ về hướng đêm khuya phía xa. Nhưng ở trên không trung lúc này, nơi đó là địa phương mà Giác Si tộc sử dụng để dẫn người hoạt động, cũng chính là nơi ngủ say của một vị địa mạch cự linh khác. Thủ đoạn dò xét của Giác Si tộc thượng sứ không dò xét địa mạch, vẫn làm theo lệnh trong tộc, đi tới chỗ này thử thức tỉnh địa mạch cự linh cũng không có gì kỳ quái. Nhưng kỳ quái là, rõ ràng có thể nhìn ra vấn đề hai người Hải Vương tộc cũng đến nơi này, điều này làm cho Lạc Hồng có chút không nghĩ ra. Chẳng lẽ, mục đích của Hải Vương tộc không phải như hắn nghĩ? Được rồi, mặc kệ bọn họ muốn làm gì, nhưng ở chỗ này khẳng định không chiếm được cự linh pháp lệnh, vậy ta cũng không cần thiết vội vã đi đối phó hai tu sĩ Hải Vương tộc kia. Dù sao, chờ ta nhận được cơ duyên của Hàn Lão Ma, những người này ở trước mặt ta liền hoàn toàn trở thành con kiến hôi. Bởi vì thiếu tin tức mấu chốt, Lạc Hồng thật sự không hiểu rõ mục đích của hai người Hải Vương tộc. Bất quá, hết thảy tính toán ở trước mặt thực lực tuyệt đối đều không đáng giá nhắc tới, cho nên hắn suy tư một lát, liền quyết đoán buông tha, phi thân hướng về địa phương ba người Hàn Lập biến mất bỏ chạy. Mấy canh giờ sau, tại một chỗ không gian diễm dương treo cao, vạn dặm không mây, bầu trời xanh thẳm trong suốt, trên mặt đất tràn đầy kỳ hoa dị thảo, gió nhẹ thổi qua, một cỗ hương khí dễ chịu lan tỏa đến chóp mũi. Nhưng lúc này Liễu Thủy Nhi và Thạch Côn lại không có nửa điểm tâm tình thưởng thức cảnh đẹp nơi đây, bọn họ lập tức đang ở trên một ngọn núi linh hiểm hiểm. Ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy được đỉnh núi đứng sừng sững một tòa cung điện to lớn tử quang mênh mông, linh quang bảo khí xông thẳng lên trời. Không hề nghi ngờ, tòa cung điện kia chính là mục tiêu cuối cùng của chuyến đi này.
nhưng điều khiến bọn họ buồn bực không chịu nổi chính là cấm không cấm chế nơi này cực kỳ lợi hại. Có thể nói là căn bản không thể phi độn, mà đi trên thềm đá thông lên đỉnh núi cũng phải cố hết sức. Thạch Côn vốn cho rằng dựa vào luyện thể đại thành, có thể so với thân thể tu sĩ cấp 1 của thánh tộc, sẽ là người đầu tiên trong 3 người đến đỉnh núi, nhưng mà trắng trợn vơ vét di bảo của tiên nhân. Nhưng không ngờ, tu vi nhục thân Hàn Lập im hơi lặng tiếng kia vậy mà vượt xa hắn, mặc dù hắn dùng bí dược cưỡng ép tăng phúc nhục thân, nhưng vẫn bị đối phương vượt qua, sau đó trơ mắt nhìn đối phương đi tới cuối thềm đá. Còn Liễu Thủy Nhi ở phía dưới Thạch Côn, giờ phút này thần sắc còn khó coi hơn một chút. Bởi vì nàng chưa từng tu luyện nhục thân, nên chỉ có thể dựa vào 3 tấm phù lục phụ trợ cao giai thải lưu anh ban thưởng, khó khăn lắm mới đi theo phía sau Thạch Côn mấy trăm bậc. Hiện tại tin tức tốt duy nhất là, chỉ cần dừng lại đủ lâu, lực hút của mỗi một giai sẽ giảm bớt rất nhiều. Cho nên chỉ cần từng bước chậm rãi đi, tóm lại là có thể đi hết hơn vạn bậc thềm đá này. Nhưng chính là cứ như vậy, bảo vật bên trong cung điện màu tím phòng trừng cũng bị Hàn Lập vơ vét hết 7-8 phần. Vì vậy, hai người lập tức vẫn chỉ có thể cắn răng, đem hết toàn lực leo lên phía trên. Nhưng vào lúc này, trong nguyên thần đột nhiên xuất hiện một đạo cảm ứng, lại làm cho bước chân Liễu Thủy Nhi không khỏi dừng lại. Không tốt, có người phát động kim đô cấm linh trận. Cái gì? Chúng ta hẳn là cũng không có lộ hành tung mới đúng, đối phương là làm sao phá huyễn tượng của Tị Không Tán. Thạch Côn nghe vậy lập tức cả kinh, Hàn Lập bên kia bất quá là sẽ làm cho bọn họ tổn thất một ít lợi ích. Nhưng nếu là tu sĩ dị tộc cũng xông vào nơi này, vậy chỉ sợ khó tránh khỏi một hồi không chết không thôi. Sự tình đã phát sinh, Thạch Côn cũng không muốn phàn nàn quá nhiều về chuyện của Tị Không Tán, lúc này lại hỏi, tới mấy người? Là những tu sĩ giác si tộc kia sao? Tu sĩ tộc nào ta không cảm ứng được như vậy, nhưng hẳn chỉ có một người. Sao? Khi cảm ứng một phen, Liễu Thủy Nhi lập tức chấn định hơn nhiều. Chỉ có một người. Ha ha, vậy hắn thật đúng là không may mắn. Liễu tiên tử, nếu không chúng ta đánh cược, hắn có thể kiên trì được mấy hơi dưới âm phách tử mẫu hoàn. Nghe được xông vào trong trận chỉ có một người, Thạch Côn lúc này chuyển buồn thành vui, cười to một tiếng sau đó có chút hăng hái mà mời. Liễu Thủy Nhi mặc dù không đáp ứng, nhưng khóe miệng cũng không khỏi cong lên. Hiển nhiên, mặc kệ mình chật vật cỡ nào, nhưng chỉ cần xuất hiện một tên xui xẻo so với mình còn thảm hơn, luôn có thể làm cho tâm tình người ta giảm bớt rất nhiều. Nhưng ngay sau đó, Thạch Côn trên mặt còn mang theo ý cười đột nhiên cảm giác nguyên thần bị nhéo một cái. Một cỗ phân thần bị hủy diệt đau nhức kịch liệt làm cho sắc mặt hắn trắng nhợt hít vào một ngụm khí lạnh. Liễu Thủy Nhi phía dưới thấy thế vừa định hỏi thăm tình huống của hắn, liền nghe trong ngực truyền đến một tiếng vang giòn. Lập tức, sắc mặt của nàng bỗng nhiên trầm xuống, thò tay vào trong ngực lấy ra một khối trận bàn màu vàng. Chỉ thấy, trên khối trận bàn này thình lình xuất hiện mấy vết nứt, linh khí trong đó đang nhanh chóng tán loạn. Mới mấy hơi thở, vậy mà đã phá được kim đô cấm linh trận. Nhìn trận bàn bị tổn hại trong tay, Liễu Thủy Nhi không khỏi khó tin lẩm bẩm. Lúc này, trên tòa đài cao phía dưới với tư cách bậc thềm đá, một tòa truyền tống quang trận đột nhiên nổi lên. Hai người biết rõ đó là lối vào, lúc này vẻ mặt khẩn trương, hô hấp có chút không trôi chảy nhìn qua. Các bạn vừa nghe xong tập 126 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.